phải có thực hiện nghĩa vụ giao hàng trước, ở trên cơ sở đó người mua mới thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình. Ở trước khi đi vào nội dung thì tôi cũng giới thiệu với anh chị một một cuốn sách mới được xuất bản vào tháng 7 năm 2020. Thì cuốn sách này nó xuất phát từ một lần tôi tham gia vào cái khóa tập huấn cho công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương tại Hà Nội. Đây là công ty của nhà nước mà đã cổ phần hóa. Thì vào tháng 10 năm 2019 thì biết được tôi tập huấn về Incoterm 2020 thì có hai trọng tài viên quốc tế rất nổi tiếng và rất là uy tín của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, đó là trọng tài viên Võ Nhật Thăng và Ngô Khắc Lễ. Đây là hai trọng tài viên kỳ cựu về logistics, về hàng hải, và đây là tổng giám đốc của công ty VNT Logistics. Tham gia tập huấn một ngày xong thì hai trọng tài viên này, bác Võ Nhật Thăng này năm nay khoảng độ 79 tuổi, còn bác Ngô Khắc Lễ năm nay khoảng độ 65 tuổi. Thì hai bác ấy rất kỳ cựu và rất nhiều kinh nghiệm xét xử rất rất nhiều vụ tranh chấp lớn. Hai bác nghe tập huấn về Incoterm một ngày thì sau đó hai bác mới nói là anh Minh hiểu về nghiên cứu về Incoterm rất rất sâu, do đó là chúng tôi muốn là nhân dịp Incoterm 2020 ra đời thì chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta viết một cuốn sách để hướng dẫn cho các doanh nghiệp sử dụng nó một cách hiệu quả nhất và hạn chế được tranh chấp xảy ra. Và tôi cũng nhận lời, và cũng phải nói thật là cũng cái dịch Covid ấy, nó mang lại cho chúng ta nhiều khó khăn, nhưng mà đúng là cái cuốn sách này được xuất bản là cũng nhờ vào cái thời gian tôi nghỉ mấy tuần do dịch Covid, không không đến cơ quan thì cứ ở nhà viết ngày viết đêm. Và cuốn sách này do đích thân chính tổ chức Nam là người đứng tên để xuất bản, và chính chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là luật sư Trần Hữu Huỳnh viết lời giới thiệu, và tôi cùng với hai luật sư là hai trọng tài viên. Thì tôi không phải trọng tài viên mà tôi là thành viên hội đồng khoa học, thì tôi là chủ biên, và hai trọng tài viên này cung cấp thêm một số các vụ tranh chấp cũng như là phân tích và bình luận cho các vụ tranh chấp đó. Cái nội dung trong buổi tập huấn chiều ngày hôm nay thì sẽ có hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta giới thiệu về Incoterms 2010 và đề cập đến những điểm mới của Incoterms 2020. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ lưu ý một số điểm cơ bản nhất và quan trọng nhất để chúng ta có thể vận dụng hiệu quả Incoterms vào trong cái thực tiễn đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp từ hợp đồng mua bán. Cái phần thứ nhất sẽ gồm có 5 nội dung. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu khái niệm Incoterms là gì. Trong bất cứ một giao dịch thương mại hàng hóa nào thì sẽ có hai chủ thể chính là người bán và người mua. Khi tiến hành giao dịch với nhau thì người bán và người mua họ thường sẽ rất quan tâm đến việc là mình sẽ phải làm những công việc gì để có thể thực hiện được việc giao và nhận hàng. Chi phí cho những công việc đó bên nào phải phải trả. Thông thường bên nào phải thực hiện công việc nào thì cũng sẽ phải trả chi phí cho công việc đó. Tuy nhiên là cũng có những công việc mà một bên là thực hiện, một bên là người thực hiện, nhưng chi phí hết bao nhiêu là phía bên kia phải chi trả. Và thứ ba nữa là trong quá trình giao và nhận hàng hóa như thế, hàng hóa phải trải qua một cái quãng đường dài để di chuyển từ địa điểm của người bán đến địa điểm của người mua. Và trong quãng đường như vậy, mất một khoảng thời gian dài như vậy, hàng hóa có thể gặp phải những rủi ro và dẫn đến những mất mát, hư hỏng. Thì những rủi ro nào người bán sẽ phải gánh chịu và rủi ro nào người mua sẽ phải gánh chịu. Để phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro về hàng hóa giữa người bán và người mua trong giao dịch thương mại thì người ta phải dựa vào các điều kiện thương mại.
Các điều kiện thương mại sẽ phân chia trách nhiệm chi phí và rủi ro về hàng hóa giữa người bán và người mua trong quá trình giao và nhận hàng. Tuy nhiên, các điều kiện thương mại lại được giải thích một cách không thống nhất, không giống nhau ở các khu vực thị trường khác nhau và trong các ngành buôn bán khác nhau. Và nếu như để cho người bán và người mua hiểu không thống nhất với nhau về một điều kiện thương mại, thì chắc chắn điều gì sẽ xảy ra? Đó là tranh chấp. Khi tranh chấp xảy ra thì người ta phải giải quyết tranh chấp đó bằng cách nào? Đầu tiên người ta giải quyết bằng cách nào? Thương lượng hai bên. Trước hết họ sẽ thương lượng với nhau để giải quyết. Và nếu thương lượng được thì tốt. Nhưng thường là không. Thương lượng rất rất khó đi đến cái kết quả đồng thuận. Thương lượng không đạt được kết quả thì người ta lại phải đưa ra trước một người thứ ba là tòa án hay trọng tài để giải quyết. Tòa án hay trọng tài sẽ giải quyết bằng cách nào? Có phải xét xử không? Chưa. Khi đưa ra trước một người thứ ba là tòa án hay trọng tài, đầu tiên họ sẽ hòa giải. Và do đó tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng có một trung tâm nữa gọi là Trung tâm Hòa giải Quốc tế Việt Nam. Người thứ ba sẽ đứng ra hòa giải cho hai bên. Và nếu đạt được kết quả hòa giải thì đó là một kết quả tốt. Cả hai bên đều hài lòng, cả hai bên đều thắng. Thế còn nếu hòa giải không thành công thì phải xét xử. Và sau khi xét xử sẽ có một bên thắng và một bên thua. Chúng ta thử nghĩ xem bên nào sẽ bị thiệt. Bên nào? Bên thua bị thiệt thì không. Vì cả hai bên đều phải tốn kém chi phí, tốn kém thời gian và tốn kém công sức để theo đuổi. Khi đã đưa ra trước luật pháp để xét xử ấy, thì các bên sẽ không còn muốn làm ăn với nhau nữa, mối quan hệ sẽ bị mất đi, cả hai bên bị thiệt hại. Và tiếng Việt của chúng ta cũng có một câu nói là đánh nhau mình thắng nó đau hơn mình nhưng mà mình cũng, và đó là điều người ta không mong muốn xảy ra. Các bên cần phải hiểu thống nhất với nhau về nội dung của các điều kiện thương mại nhằm ngăn ngừa tranh chấp xảy ra. Và nếu như có tranh chấp xảy ra thì các bên cũng có thể thương lượng, cũng có thể hòa giải được với nhau trên cơ sở cách giải thích các điều kiện thương mại thống nhất. Có một tổ chức quốc tế gọi là Phòng Thương mại Quốc tế. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận có trụ sở đặt tại Paris. Họ thường xuyên tìm hiểu những tập quán thương mại phổ biến nhất trên thế giới, ở các khu vực thị trường và trong các ngành buôn bán khác nhau. Họ tập hợp lại và ban hành thành văn bản nhằm mục đích hỗ trợ cho các thương nhân trên toàn thế giới thực hiện các hoạt động thương mại của mình một cách thuận lợi hơn và một cách dễ dàng hơn. Và một trong những tài liệu đó chính là Incoterms. Nhìn vào hình ảnh này chúng ta thấy đây là môn thể thao gì? Môn chạy tiếp sức đúng không? Kết quả của một đội chạy tiếp sức nó phụ thuộc rất nhiều vào cái gì? Phụ thuộc phần lớn vào cái gì đấy? Nếu đội của anh có thể anh xuất phát nhanh hơn đội khác, anh chạy với tốc độ cao hơn đội khác, nhưng mà cái lúc chuyển giao cái cây gậy từ người này sang người khác không thành công, gậy nó bị rơi, thì bao nhiêu cái nỗ lực của các thành viên trong đội đều đổ xuống sông xuống biển hết. Vì vậy điều này nó thể hiện là gì? Cái việc giao và nhận là rất quan trọng. Ở trong hợp đồng cũng thế, nghĩa vụ giao hàng, nghĩa vụ nhận hàng là hết sức quan trọng. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thấy nghĩa vụ thanh toán có quan trọng không? Quan trọng quá. Mà giao hàng mà không nhận được tiền thì có khi là mất sạch. Nhưng mà anh phải giao hàng như thế nào để anh có thể nhận được tiền, anh có thể đòi được tiền? Anh phải giao hàng như thế nào để hàng của anh không bị khiếu nại về chất lượng, không bị khiếu nại về số lượng? Anh phải giao hàng như thế nào để cho người mua có thể buộc phải chấp nhận hàng hóa và buộc phải thanh toán tiền hàng? Nếu chậm trễ thanh toán thì có thể phát sinh ra tiền lãi trong thời gian chậm thanh toán. Nhưng anh chậm trễ giao hàng thì không những anh bị đọng vốn ở trong đó, và không những thế hàng hóa còn bị hư hỏng, bị mất mát nữa. Một hình ảnh nữa để cho các anh chị thấy là tầm quan trọng của việc giao hàng. Chúng ta hình dung ra đây giống như là một
đây là một cái cổng vòm. Và nếu như giả sử cái cổng vòm này nó được ví như là một cái hợp đồng, thì độ chắc của hợp đồng, sự chặt chẽ của hợp đồng nó được ví như là cái độ chắc của cái cổng vòm này. Cổng vòm này được cấu tạo bởi những viên đá, và những viên đá đó được xem như là các điều kiện của hợp đồng. Nhưng mà trong số các viên đá này thì viên đá nào quan trọng nhất? Nếu những viên đá ở phía dưới nó bị mất đi thì cổng vòm này nó có thể bị sụp xuống, nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái hình dáng của cái vòm. Nhưng viên đá ở đỉnh vòm này, chúng ta tưởng tượng viên đá ở đỉnh vòm này bị mất đi thì cái cổng này nó không còn hình vòm nữa và nó sẽ bị sụp. Và người ta ví cái viên đá ở đỉnh vòm này giống như là Incoterms. Nó có tác dụng, nó kết nối các điều kiện khác trong hợp đồng lại với nhau. Và nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là Incoterms nó chỉ là điều kiện giao hàng thôi. Nhưng mà không. Ít ra là sau buổi tập huấn này, các anh chị sẽ thấy nó rất quan trọng. Và nó kết nối được các viên đá lại với nhau để duy trì được cái độ chắc chắn của hợp đồng. Nhờ có Incoterms, nó đóng những cái vai trò nhất định. Thì trong tài liệu của các anh chị tôi cũng đưa ra, nó hệ thống, nó có vai trò hệ thống các tập quán thương mại từ các khu vực thị trường khác nhau và trong các ngành buôn bán khác nhau để tạo thành một ngôn ngữ quốc tế cho tất cả các thương nhân trên toàn thế giới đều hiểu giống nhau. Nó được sử dụng như là một phương tiện để đẩy nhanh tốc độ giao dịch và làm cơ sở để xác định giá cả mua bán. Và đây còn là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp nếu như có tranh chấp xảy ra. Với vai trò như vậy thì nó sẽ giúp cho các bên tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí cũng như là công sức trong quá trình đàm phán, giao dịch và ký kết hợp đồng mua bán. Và nhờ quỹ Incoterms mà một cái hợp đồng mua bán nó sẽ được rút gọn lại rất nhiều. Thay vì những điều này điều khác phải quy định là người bán phải làm gì, người mua phải làm gì, bên nào chịu chi phí nào, bên nào chịu rủi ro nào, thì giờ nó chỉ cần đưa ra một điều kiện thương mại viết tắt bằng ba chữ cái là đã rút ngắn được hàng chục trang giấy chồng. Và nhờ rút ngắn lại thì nó đỡ sai sót. Hợp đồng càng dài càng dễ sai sót, cũng giống như là trong một doanh nghiệp, người nào làm càng nhiều việc càng dễ bị sai, người nào làm ít việc thì ít bị sai, còn những người không làm gì cả thì không bao giờ phạm phải sai lầm được nào hết. Thế là đừng vội đánh giá một người là ôi ông đó làm sai nhiều lắm, bởi vì là ông giao quá nhiều việc, tự nhiên là dễ dẫn sai sót. Nó giúp cho các bên ngăn ngừa tranh chấp. Ngăn ngừa không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn, vẫn có thể có tranh chấp xảy ra, nhưng nếu có tranh chấp xảy ra thì dựa vào Incoterms nó giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Incoterms được hình thành và phát triển cho đến lần này là lần thứ 9. Phiên bản đầu tiên vào năm 1936 và sau đó nó liên tục được sửa đổi và bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn thương mại. Giờ căn cứ vào 9 lần sửa đổi này thì chúng ta có nhận xét gì từ lần sửa đổi thứ 5 cho đến lần sửa đổi thứ 9? Ai có nhận xét gì không? mười năm một lần. Dạ. Thưa các anh chị, 99,99% người ta đều nghĩ là phòng thương mại quốc tế sẽ định kỳ sửa đổi Incoterms 10 năm một lần, nhưng không, điều đó hoàn toàn sai lầm. 10 năm ở đây chỉ là một cái sự vô tình, nó trùng hợp thôi. Bởi vì chúng thấy là vì sao Incoterms cần phải sửa đổi? Chỉ khi nào thực tiễn thương mại nó có sự thay đổi đáng kể thì khi đó Incoterms mới được sửa đổi. Mà thực tiễn thương mại thì có thay đổi một cách định kỳ 10 năm một lần đâu. Nó có thể thay đổi bất kể lúc nào. Có khi hơn 10 năm nó mới thay đổi đáng kể, và cũng có khi chỉ 1-2 năm sau nó lại có thay đổi đáng kể. Và điển hình nhất là gì? Những cái năm ghi kèm với các phiên bản Incoterms này, chúng ta hiểu đó là năm mà Incoterms bắt đầu có hiệu lực hay là năm nó được công bố.
bắt đầu có hiệu lực. Incoterms 2020 bắt đầu có hiệu lực kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2020. Tương tự như vậy, 1980, 1990 và 2000. Và riêng cái phiên bản Incoterms 2020 ấy, nó không phải có hiệu lực từ năm 2010. Mà nó có hiệu lực từ năm 2011. Đây là phiên bản Incoterms 2010. Nó được công bố vào năm 2010 và nó lại bắt đầu có hiệu lực từ năm 2011. Như vậy nếu so với phiên bản trước, từ Incoterms 2000 có hiệu lực từ năm 2000, bây giờ đến mãi năm 2011 Incoterms 2010 mới có hiệu lực. Như vậy nó đâu phải 10 năm đâu mà nó là 11 năm. Và từ phiên bản 2010 cho đến 2020 thì nó cũng không phải 10 năm mà nó mới chỉ có mới có 9 năm thôi. Và như vậy đừng vội đánh giá, đừng vội nhận định rằng Incoterms 10 năm sẽ thay đổi một lần. Và sau phiên bản 2020 thì phải đến 2030 mới có phiên bản Incoterms mới. Rất có thể đến năm 2025 khi thực tiễn thay đổi, thực tiễn thương mại thay đổi nhanh quá nhiều, người ta thấy cần phải đưa ra một phiên bản Incoterms mới cho phù hợp. Và thậm chí các anh chị biết không, khi mà soạn cái phiên bản 2020 này cũng đã có ý kiến họ đề xuất là gì? Hiện nay đã có những trường hợp mà người ta giao hàng cho nhau ấy, là giao hàng trong không trung chứ không phải giao hàng trên đất liền của chúng ta hay là trên biển nữa, mà giao hàng trong không trung. Như vậy liệu nên chăng là cần có một quy tắc Incoterms để giải thích cái điều kiện thương mại phù hợp với thực tiễn là giao hàng từ con tàu vũ trụ này sang con tàu vũ trụ khác. Và rất có thể trong vài năm tới cái nhu cầu người ta đi du lịch bằng nó phát triển, và như vậy cái việc giao hàng này nó trở nên phổ biến hơn, thì khi đó người ta cần phải thay đổi lại Incoterms, bổ sung thêm một cái quy tắc để phù hợp với việc giao hàng trong không trung. Và buổi sáng nay các anh chị học về thanh toán quốc tế thì các anh chị thấy phương thức thanh toán tín dụng chứng từ nó cũng được điều chỉnh bởi một cái tài liệu nào của Phòng Thương mại Quốc tế, UCP 600. Phiên bản trước của ECB 600 là ECB nói tóm lại là Incoterms thì thay đổi khi thực tiễn thương mại có sự thay đổi đáng kể, và không chỉ riêng Incoterms mà các tài liệu khác của Phòng Thương mại Quốc tế cũng vậy, nó sẽ chỉ được thay đổi khi thực tiễn thương mại có sự thay đổi đáng kể, thay đổi quan trọng. Còn nếu mà cứ mỗi một lần nó thay đổi nhỏ nhỏ thôi lại cần phải sửa đổi thì nó sẽ gây ra một sự tốn kém lãng phí, hoặc là cứ phải chờ đến 10 năm mới thay đổi một lần thì rất có thể là chưa đến 10 năm thì những tài liệu này nó không theo kịp với sự thay đổi của thực tiễn thương mại, nó sẽ không phục vụ tốt cho các thương nhân.
Nội dung cơ bản của Incoterms 2010 phiên bản Incoterms 2010 nó có tất cả 11 quy tắc và được chia thành hai nhóm. Một nhóm có thể sử dụng cho bất cứ một phương thức vận tải nào, kể cả vận tải đa phương thức, và một nhóm chỉ dành cho vận tải đường biển hoặc là đường thủy nội địa. Nhóm các quy tắc dành cho bất cứ phương thức vận tải nào thì gồm có 7 quy tắc và H được in bằng chữ in nghiêng ở đây và trên màn hình thể hiện bằng màu đỏ. Tài liệu của các anh chị thì là đen trắng thôi. Thì đây là hai quy tắc mới và nó thay thế cho hiện trong Incoterms 2020. DEQ của Incoterms 2020 được loại bỏ và thay thế bằng DAT trong Incoterms 2010. Và ba điều kiện DAF, DES và DDU cũng được loại bỏ và thay thế bằng quy tắc DAP trong 2010. Lúc tôi gọi là điều kiện, lúc tôi gọi là quy tắc, như vậy chúng ta gọi điều kiện đúng hay là quy tắc là đúng. Thì tôi giải thích để các anh chị phân biệt hai thuật ngữ này. Trong hợp đồng, chúng ta sử dụng một điều kiện thương mại. Ví dụ điều kiện FOB. FOB trong hợp đồng được gọi là điều kiện thương mại FOB. Trong các phiên bản Terms 2000 trở về trước ấy, nó có tất cả 13 điều kiện. Bởi vì bản thân cái chữ Incoterms đã có chữ Terms ở trong đó. Nó viết tắt từ chữ International Commercial Terms. Đó là các điều kiện thương mại quốc tế. Vậy, các phiên bản từ Incoterms 2000 trở về trước, người ta gọi là các điều kiện Incoterms. Và FOB ở trong Incoterms 2000 và điều kiện F để giải thích cho điều kiện FOB trong hợp đồng. Tuy nhiên đến năm 2010, kể từ phiên bản 2010, thì nó thay trong Incoterms, nó thay chữ Terms bằng chữ Rules. Incoterms 2010 nó bỏ đi 4 điều kiện trong Incoterms. Có thể được phân chia thành 4 nhóm. Cách phân chia thành 4 nhóm này là cách phân chia của Incoterms 1990 và 2000. Nó phân chia thành 4 nhóm căn cứ vào nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải và nơi giao hàng. Và nó là tên 4 nhóm này theo cái chữ cái đầu tiên của các điều kiện. Bây giờ nếu 11 quy tắc trong Incoterms 2010 cũng được phân chia thành 4 nhóm như vậy thì nó sẽ được phân chia ở đây. Và bốn nhóm, nhóm E chỉ có 1 quy tắc, nhóm F có 3, nhóm C có 4 và nhóm D có
ba quy tắc. Thì đây chỗ này các anh chị sửa lại trong tài liệu của anh chị, chỗ này sửa lại chỗ này chú. DAP thì các anh chị sửa thành là DAT giúp tôi, và DPU thì các anh chị sửa lại thành DAP giúp tôi, bởi vì cái bảng đó là tôi bị nhầm sang Incoterms 2020. Các nhóm này sẽ khác nhau về nghĩa vụ, về quyền, quyền vận tải và nơi giao hàng. Với nhóm E chỉ có một quy tắc, và là quy tắc giao tại xưởng, export. Thì chúng ta thấy nơi giao hàng sẽ là xưởng của người bán, hay gọi chung là cơ sở của người bán. Tuy nhiên nó cũng có thể là một nơi không phải là cơ sở của người bán, mà là nơi người bán đang chứa hàng. Người bán đang thuê một cái kho để chứa hàng tại đó. Do đó, nơi giao hàng ở đây sẽ là departure, là nơi xuất phát. Và người bán chỉ có nghĩa vụ đặt hàng hóa ngay tại cơ sở của mình hoặc là một nơi khác để giao cho người mua. Do đó, người mua sẽ phải thu xếp việc chuyên chở hàng hóa từ địa điểm giao hàng về đến địa điểm của mình. Ba quy tắc thuộc nhóm F. Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định. Như vậy, người mua sẽ là người phải chỉ định người chuyên chở để người bán giao hàng. Việc thu xếp, việc chuyên chở đây là buyer. Và do người bán hoàn thành cái việc giao hàng, khi giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định, thì rủi ro của hàng hóa sẽ được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở. Do đó, nơi giao hàng cũng được xác định là departure, nơi xuất phát. Và nơi xuất phát này có thể không còn là cơ sở của người bán nữa, mà nó có thể nằm ngoài cơ sở của người bán, là một cái điểm mà người ta tập kết hàng hóa để chuyên chở. Đối với nhóm C có 4 quy tắc. Theo nhóm C thì người bán có nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải, người bán có nghĩa vụ thu xếp việc chuyên chở và trả cước phí chuyên chở để đưa hàng hóa đến tận nơi đến. Đây, người bán, seller, đó là người giành được quyền vận tải. Và nơi giao hàng, người bán hoàn thành cái việc giao hàng của mình là nơi xuất phát hay là nơi đến đây? Theo các chị là nơi xuất phát hay nơi đến? Người bán phải chịu, phải ký hợp đồng chuyên chở và trả cước phí để đưa hàng đến tận nơi đến. Không những thế mà với hai quy tắc CIF và CIP, người bán còn phải mua bảo hiểm cho hàng hóa để tránh những rủi ro có thể xảy ra cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Nơi giao hàng sẽ là nơi xuất phát hay là nơi đến? Ai cho rằng là nơi đến, giơ tay. Rồi. Ai cho là nơi xuất phát, giơ tay. Ít hơn. Thì nếu như các anh chị cho rằng là nơi giao hàng theo các quy tắc nhóm C là nơi đến thì chuyện đó cũng hết sức bình thường. Bởi vì qua các lớp tập huấn Incoterms thì tôi thấy chuyện này thường xuyên xảy ra. Nơi giao hàng vẫn là nơi xuất phát chứ không phải nơi đến. Mặc dù người bán thu xếp việc chuyên chở hàng hóa tới nơi đến, phải trả cước phí chuyên chở tới nơi đến, thậm chí đối với quy tắc CIF và CIP, người bán còn phải mua cho hàng hóa tới nơi đến, nhưng người bán vẫn hoàn thành cái việc giao hàng của mình khi giao cho người chuyên chở tại nơi xuất phát. Và điều này cũng có nghĩa là rủi ro của hàng hóa trong quá trình chuyên chở, người mua phải gánh chịu, chứ không phải là người bán. Và nếu được thì chúng ta hãy khoanh tròn cái chỗ này lại để chúng ta lưu ý không hiểu sai về các quy tắc nhóm C nữa, bởi vì việc hiểu sai về các quy tắc nhóm C cho rằng người bán giao hàng tại nơi đến là khá phổ biến. Chỉ có các quy tắc thuộc nhóm D, người bán vừa là người phải chịu chi phí để đưa hàng hóa tới nơi đến, và vừa là người phải gánh chịu rủi ro về hàng hóa cho đến khi hàng được giao tại nơi đến. Riêng quy tắc nhóm D thì người bán mới giao hàng tại nơi đến. Còn nhóm E, nhóm F, F và nhóm C người ta gọi là những hợp đồng gửi hàng. Người ta gọi là shipment contract, hợp đồng gửi hàng. Nên người bán hoàn thành cái việc giao hàng của mình tại nơi gửi hàng.
Và thứ tự của các quy tắc này, chúng ta sẽ thấy nó được sắp xếp theo một thứ tự là nghĩa vụ của người bán tăng dần. Ở nhóm đầu tiên, quy tắc đầu tiên, nghĩa vụ của người bán thấp nhất, thì đến quy tắc cuối cùng, nhóm cuối cùng, nghĩa vụ của người bán cao nhất. Có một phát hiện mà tôi muốn chia sẻ với anh chị. Khi Incoterms 2010 bắt đầu có hiệu lực, chuẩn bị có hiệu lực, thì tôi cũng là một người được nhiều nơi mời đi tập huấn, bởi vì tôi hình như là tôi có duyên nợ với Incoterms. Nếu các chị nhìn trong các slide, mặc dù là những công trình nghiên cứu của tôi không nhiều, nhưng mà hầu như những bài báo, những cuốn sách mà tôi viết đều dính đến Incoterms. Và bản thân giáo sư tiến sĩ Võ Thanh Thu trước đây cũng là đồng nghiệp của tôi một thời gian 10 năm tại trường Đại học Kinh tế. Cô Thu là cùng bộ môn. Thì cô Thu cũng có nhiên cố bảo này Bích ạ, chị thấy Incoterms nó có cái gì đâu mà sao em viết được nhiều thứ thế, cái bài này, bài tạp chí này, bài tạp chí khác, cuốn sách này, cuốn sách khác. Thế bảo rằng hình như là em có duyên nợ với nó, lúc nào em cũng nghĩ đến nó chị. Và đúng thật, từ khi cuốn sách đầu tiên tôi viết cũng viết về nó, cho đến sau này, rồi những cái cuốn sách, cái giáo trình mà tập thể tác giả, tôi cũng viết về cái chương Incoterms, nhưng nó ngấm vào máu. Ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu và giảng dạy, tôi đã đam mê nó. Và tôi nói là ăn tôi cũng nghĩ đến nó, ngủ tôi cũng nghĩ đến nó, ngồi nhậu với bạn bè tôi cũng nghĩ đến nó. Và có những điều mà tôi chưa tìm ra lời giải, chưa tìm ra cái lời giải thích, tôi đi ngủ và lúc tôi nằm mơ tôi mới tìm ra lời giải thích. Và khi đó tôi mới bật dậy, tôi mới mở máy tính, mở đèn ra, tôi ghi lại. Tôi đam mê đến mức độ y hệt như thời trước tôi học sinh chuyên toán của thành phố Hải Phòng. Mê toán đến mức độ là thầy cho một bài toán về nhà, nghĩ mãi không ra. Cuối cùng mình đi ngủ, mình nằm mơ và mình tìm ra lời giải. Tìm ra lời giải trong giấc mơ. Cái đó là có thực, nó đi vào cái tiềm thức của mình. Và sáng ngày hôm sau thì rất tự hào là gì? Cả cái lớp không ai giải được, một mình giải được bài toán đó. Nhưng mà giải cái cách giải này lại còn hay hơn cách giải của thầy giáo. Và thầy giáo phải cho tôi 13 điểm trên 10, chứ không phải 10 điểm trên 10. 13 điểm trên 10 tức là bài này cho 10 điểm, nhưng mà 3 điểm còn dư đấy, cho luôn 10 điểm. Và tôi mới năm 2010, tôi được nhiều nơi mời đi tập huấn, và tôi tập huấn về Incoterms 2010 thì tôi phải so sánh được là Incoterms 2010 có gì thay đổi so với 2000. Thì một trong những thay đổi nhìn thấy ngay là từ 13 điều kiện nó rút xuống còn 11. Tôi mới ngẫm nghĩ con số 13 là con số thế nào. Số xui đúng không? Số người ta không thích số 13. Các tòa cao ốc không có lầu 13. Trên máy bay cũng không có hàng ghế thứ 13. Trong bệnh viện 13. Cái con số 11 là con số thế nào? Có nhiều người nói con số 11 cũng xui. Ví dụ như là ngày 11 tháng 9 là ngày xảy ra vụ khủng bố tại tòa tháp đôi thương mại của Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Mỹ. Rồi ngày 11 tháng 3 năm 2011 lại cũng rơi vào số 11 nữa, là ngày xảy ra vụ thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Nhưng mà thôi nó cũng còn đỡ hơn số 13. Nhưng mà các chị biết không, khi nghĩ về số 11 và nhìn vào cái cách phân loại này, tôi mới phát hiện ra một điều rất thú vị. Con số 11 nó trùng với con số gì? Nó trùng với số cầu thủ trong một đội bóng đá. Một đội bóng đá gồm có 11 cầu thủ. Và nếu nhìn vào bốn nhóm này thì chúng ta lại thấy là trong một đội bóng đá, các cầu thủ được chia thành bốn tuyến: thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Như vậy tôi phát hiện ra điều này, tôi cảm thấy là ồ, cái cảm xúc mình đúng là, vì lúc nào mình cũng lăn tăn, mình nghĩ đến nó, cho nên nó lẩn thẩn, nó nghĩ ra cái chuyện là 11 cầu thủ bóng đá trong đội bóng.
và cái cảm xúc lúc đó của tôi nó vỡ òa ra khi mình nhìn thấy ở đây ông này là thủ môn này, X quốc là thủ môn, FC, FAS, FOB là hậu vệ, rồi các bốn quy tắc nhóm C là tiền vệ và bốn quy tắc này, ba quy tắc này là tiền đạo. Ở đây tôi chia sẻ với anh chị cái đội hình này. Thủ môn đúng không? FCA là trung vệ. Vì sao FCA là trung vệ và FAS và FOB là hậu vệ biên? Bởi vì các anh FCA này anh ta có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải. Trong khi hai anh S và FOB kia chỉ dùng cho vận tải đường biển. Mấy ông hậu vệ biên có khi ông chỉ thuận một chân phải hoặc là một chân trái thôi. Nhưng mà cái ông FCA này có khi ông đá trung vệ ông phải thuận cả hai chân, đá hai chân như một. Mà FCA còn có thể giao hàng ngay tại cơ sở của người bán. Như vậy các anh trung vệ có thể lùi về khung thành để bọc lót cho thủ môn lên cao. CFA và CIF chỉ dùng cho đường biển, cho nên hai anh này sẽ là hai tiền vệ cánh. Hai tiền vệ trung tâm sẽ là CPT và CIP. Nhưng mà hai tiền vệ trung tâm này thì có một tiền vệ phòng thủ và tiền vệ tấn công. Thì rõ ràng anh CIP này nghĩa vụ của người bán cao hơn, cho nên anh ta đứng. Còn anh CPT nghĩa vụ của người bán thấp hơn, cho nên đứng thấp hơn trong đội hình là vị trí thủ môn. Còn ba quy tắc thuộc nhóm D tương ứng với ba tiền đạo, thì trong ba tiền đạo này sẽ có một tiền đạo cắm vị trí cao nhất. Tiền đạo cắm nó sẽ là ai? Thế là cái anh DDP. Bởi vì DDP với quy tắc này nghĩa vụ bán cao nhất, và hai tiền vệ cánh đá thấp hơn là DAT và DAP. Như vậy nhìn vào Incoterms 2010, tôi không phân chia theo hai nhóm, không phân chia thành bốn nhóm, mà tôi phân chia thành 11 cầu thủ, 11 cầu thủ trong một đội hình bóng đá. Và đây là đội hình bóng đá với chiến thuật 3-4-3. Đây là chiến thuật tấn công hay phòng thủ, dùng có ba hậu vệ mà dùng đến ba tiền đạo, tức là tấn công, nhưng mà lại tấn công trên cơ sở làm chủ khu vực trung tuyến, tức là sử dụng đến bốn tiền vệ. Và đây cũng là lối đá tổng lực, bởi vì khi cần thiết ấy, hàng tiền vệ sẽ dâng cao để hỗ trợ cho hàng công, và khi cần thiết hàng tiền vệ lại lùi về để hỗ trợ cho hàng thủ. Đây là một lối đá rất là đẹp mắt, rất là cuốn hút, hấp dẫn. Quy tắc đầu tiên chính là X-Work. Nhìn vào thì các anh chị, tôi giải thích cái này. Incoterms 2020 nó đã sử dụng màu sắc để phân biệt giữa người bán và người mua. Thì ở đây tôi cũng học tập nó, nhưng mà tôi cải tiến hơn so với bản gốc Incoterms là tôi sử dụng hai đường mũi tên, một đường liền và một đường chấm chấm. Còn trong cái bản Incoterms 2020 của Phòng Thương mại Quốc tế, mọi mũi tên nó đều liền hết, và nó ghi bên cạnh đây là cost và risk để cho người ta biết là cái này là mũi tên về chi phí, cái này mũi tên về rủi ro. Thì ở đây tôi sử dụng mũi tên liền để thể hiện về chi phí, trách nhiệm và chi phí. Mũi tên chấm chấm này, đứt đoạn này là mũi tên về rủi ro. Màu xanh là của người bán và màu vàng là của người mua, thể hiện người mua. Export, chúng ta thấy hai mũi tên màu xanh nó rất ngắn, nó dừng lại ngay tại cơ sở của người bán, bởi vì người bán giao hàng ngay tại cơ sở của người bán hoặc là một nơi khác mà người bán đang trữ hàng. Chúng ta nhìn thấy kiện hàng này nó vẫn nằm ở phía dưới chứ chưa được bốc lên xe vận tải. Như vậy hàng chưa được bốc. Và cái xe vận tải này nó cũng là xe màu vàng. Điều đó thể hiện là xe vận tải người mua chỉ định. Hàng chưa được thông qua xuất khẩu. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy hai anh nhân viên hải quan này cũng là hai nhân viên hải quan màu vàng. Có nghĩa là mua phải chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan cũng như là trả chi phí để thông quan cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu.
Đây là nghĩa vụ, đây là quy tắc mà nghĩa vụ của người bán thấp nhất. Để chúng ta nhận thấy rằng quy tắc FCA là giao. Nhìn vào đây chúng ta thấy hai anh nhân viên hải quan ở ở phía người bán ấy đã chuyển sang mặc áo màu xanh rồi. Thì đó thể hiện là người bán phải thông quan thì xuất khẩu hàng. Và người chuyên chở, người bán phải giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định. Và sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, giao hàng ngay tại cơ sở của người bán. Thì người bán phải giao hàng khi hàng đã bốc lên phương tiện vận tải. Nhìn thấy, nhìn vào kiện hàng ở đây, chúng ta thấy kiện hàng nó không còn nằm ở dưới giống như là quy tắc export nữa, mà nó đã được đặt tên xe vận tải. Và xe vận tải này là xe vận tải màu vàng do người mua chỉ định. Trường hợp thứ hai là giao hàng tại một nơi khác nằm ngoài cơ sở của người bán. Thì hàng hóa được giao khi nó đã được dỡ. Hàng được giao khi nó vẫn đang nằm trên vận tải chở tới nơi giao hàng. Và chúng ta nhìn thấy xe vận tải này lại là xe màu xanh. Đây là xe do người bán, xe phương tiện vận tải của người bán hoặc là do người bán thuê. Người hàng được giao khi nó vẫn đang nằm trên phương tiện vận tải. Và kể từ Incoterms 2000, trước đây Incoterms 1990 thì nó không đưa ra cái trường hợp là FCA có thể giao hàng tại cơ sở của người bán. Nhưng mà kể từ Incoterms 2000 thì nó đã đưa ra thêm cái trường hợp là người bán có thể giao hàng ngay tại cơ sở của mình bằng việc bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định đến để nhận hàng. Và khi bổ sung thêm được cái trường hợp này vào FCA, và nhiều doanh nghiệp mới biết là cái hóa ra lâu nay mình cứ nghĩ là chỉ có export mới giao tại cơ sở của mình thôi. Nên là muốn giao hàng tại cơ sở của người bán ấy, họ cứ bắt buộc phải dùng export. Nhưng mà sau khi được biết là kể từ Incoterms 2000 đưa thêm ra trường hợp này nữa thì họ có thể dùng FCA. Nhưng mà người bán sẽ phải thông quan xuất khẩu và phải bốc hàng lên phương tiện vận tải. CPT thì chúng ta thấy là đối với các quy tắc thuộc nhóm C thì chúng ta sẽ thấy là những mũi tên này nó không bằng nhau nữa. Mũi tên màu xanh thể hiện trách nhiệm và chi phí của người bán kéo dài đến tận nơi đến. Còn mũi tên về rủi ro thì nó lại dừng lại tại nơi xuất phát. Do đó người bán thông qua xuất khẩu ký hợp đồng và trả cước phí để đưa hàng hóa tới nơi đến. Nhưng người bán lại hoàn thành cái việc giao hàng của mình khi giao cho người chuyên chở tại nơi xuất phát. Và kể từ khi hàng đã được giao cho người chuyên chở tại nơi xuất phát thì mọi rủi ro xảy ra người mua phải gánh chịu. Người mua hoặc là tự phải mua bảo hiểm cho hàng hóa, hoặc là phải khiếu nại đòi người chuyên chở bồi thường nếu những tổn thất của hàng hóa xảy ra trong quá trình chuyên chở do lỗi của người chuyên chở gây ra. Nếu CPT chỉ được viết tắt bằng chữ Carriage Paid To thì CIP sẽ có thêm chữ Insurance vào đấy. Carriage and Insurance Paid To. CIP và của các bên là giống nhau, chỉ duy nhất khác nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Như vậy người bán ngoài nghĩa vụ thông quan xuất khẩu, ký hợp đồng và trả cước phí tới nơi đến, ngoài nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở tại nơi xuất phát thì người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Có một vấn đề đặt ra, đây là gì? Trong quá trình vận chuyển, nhưng rủi ro trong quá trình vận chuyển lại là người mua, đúng không?
người mua lại là người phải gánh chịu rủi ro trong quá trình vận chuyển. Bây giờ giả sử trong quá trình vận chuyển hàng hóa bị tổn thất, và tổn thất đó là do một do nằm trong phạm vi bảo hiểm ra, về mặt phân chia rủi ro, người mua là người phải gánh chịu rủi ro. Nhưng mà về mặt nghĩa vụ, người bán lại là người có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa. Thì trong trường hợp này, việc đòi công ty bảo hiểm bồi thường, ai phải đòi? Người mua đòi hay người bán đòi? Xét về mặt rủi ro thì người mua phải chịu rủi ro, thì người mua phải đi đòi. Nhưng mà xét về mặt nghĩa vụ thì người bán là người mua bảo hiểm, thì người bán lại có nghĩa vụ đi đòi bảo hiểm. Đây cũng là một cái thắc mắc mà nhiều người cũng hay, và tôi gặp nhiều người hay có cái băn khoăn ở chỗ này. Không chỉ là CIP mà cả CIF cũng thế. Người bán thì mua bảo hiểm, còn người mua lại phải gánh chịu rủi ro trong cái hành trình. Ai phải đòi? Tôi cũng gặp một trường hợp, không phải một trường hợp mà rất nhiều trường hợp, thì tôi nêu ra một trường hợp để làm ví dụ. Một công ty nhập khẩu theo điều kiện CIF cảng thành phố Hồ Chí Minh, hàng của họ là hàng bột nhựa PVC. Khi hàng về đến cảng thành phố Hồ Chí Minh thì bị mất rất nhiều bao, và cũng rất nhiều bao bị rách, bị vỡ. Thì lúc đó tôi đang ký hợp đồng, tôi làm cố vấn cho họ về xuất nhập khẩu. Thì đích thân ông giám đốc của công ty, ông yêu cầu tôi lập hồ sơ khiếu nại để đòi người bán bồi thường. Tôi hỏi không, trường hợp này, tổn thất này, mình phải đòi bảo hiểm bồi thường. Thì ông giám đốc của công ty cũng nói, ok, nhập ship cơ mà. Chúng tôi nhập ship tức là người bán họ mua bảo hiểm, chứ chúng tôi không mua bảo hiểm đâu. Thì tôi nói là đúng là các anh nhập ship là người bán họ mua bảo hiểm, nhưng mà các anh kiểm tra trong bộ chứng từ mà họ cung cấp, chứng từ có chứng từ bảo hiểm. Thì tôi chỉ ở đây chứng từ bảo hiểm đây, insurance policy, đơn bảo hiểm. Thì ông này ông xem, nhưng ông bảo không, họ cung cấp chứng từ này chẳng qua là họ muốn chứng minh cho chúng tôi thấy là họ đã mua bảo hiểm rồi. Chứ còn chúng tôi không phải là người ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm, làm sao chúng tôi có quyền đòi công ty bảo hiểm bồi thường. Tôi lại hỏi tiếp, bây giờ anh hãy kiểm tra xem cái chứng từ bảo hiểm này nó là bản gốc hay là bản copy. Thì cầm cái đơn bảo hiểm đó đưa ra trước ánh sáng để soi, thấy nó hiện lên cái hàng chữ original, bản gốc. Tôi lại hỏi tiếp, bây giờ anh hãy lật ra đằng sau cái chứng từ bảo hiểm này xem có chữ không. Thì lần ra đằng sau thấy có chữ ký của người bán ở trên đó. Và ký ở đằng sau người ta gọi là ký gì ạ? Ký hậu. Như vậy ký đằng trước chắc là ký tiền ạ? Ký ở đằng sau là ký hậu. Ký đằng trước là ký thường thôi, không phải là ký tiền. Và ký hậu để làm gì ạ? Người ta làm thủ tục ký hậu để chuyển nhượng cái quyền lợi sang cho một người khác. Ký hậu vận đơn, rồi ký hậu đơn bảo hiểm. Thì rõ ràng là người ta muốn để chuyển cái quyền lợi sang cho người khác, ký hậu hối phiếu để chuyển cái quyền nhận được tiền sang cho người khác. Như vậy, mặc dù người bán họ mua bảo hiểm, nhưng họ đã cung cấp cho người mua chứng từ bảo hiểm bản gốc và đã được ký hậu. Như vậy, người mua chính là người có quyền trực tiếp đòi công ty bảo hiểm bồi thường. Và theo quy định của tôi trước đến nay trong các quy tắc CIP và CIF, thì luôn có quy định là người bán phải mua bảo hiểm để cho người mua hoặc bất cứ một người nào khác có lợi ích đối với hàng hóa có quyền trực tiếp đòi bảo hiểm bồi thường, chứ không phải thông qua người bán nữa. Thế là hiểu. Tôi nghĩ ở đây là do người mua phải gánh chịu rủi ro trong hành trình, và nếu trong hành trình hàng hóa bị tổn thất đó nằm trong phạm vi bảo hiểm, thì người mua có quyền trực tiếp đòi công ty bảo hiểm bồi thường. DAT, đây là quy tắc mới được đưa vào trong Incoterms 2010 để thay cho cái quy tắc DEQ là giao tại cầu cảng của Incoterms 2000. Rõ ràng là DAT nó ưu điểm hơn so với DEQ, bởi vì DEQ là giao tại cầu cảng thì nó chỉ phù hợp khi mà hàng được giao tại cầu cảng thôi.
Mà DAT ở đây nó có thể giao tại bất cứ một điểm tập kết nào, ở cầu cảng cũng được, ở kho của cảng cũng được, ở bãi của cảng cũng được, kho ở sân bay cũng được, bãi ở sân bay cũng được, nhà ga cũng được. Và khi Incoterm 2010 được xuất bản thì tôi cũng dịch Incoterm 2010 ra tiếng Việt và tôi dịch nó là giao tại điểm tập kết. Còn các bản khác người ta dịch là giao tại bến. DAT là giao tại bến. Cái giao tại bến thì xem chừng nghe nó có vẻ nó Việt hóa hơn, nó gần gũi hơn. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy là tôi tránh cái từ bến bởi vì nó không thể hiện đầy đủ hết sai. Nếu nói là bến thì chúng ta sẽ nghĩ là bến đến bến gì? Bến tàu, bến xe. Như vậy bến nó chỉ thích trong vận tải đường bộ và đường thủy. Đúng không? Chứ đường sắt người ta không gọi là bến đường sắt, mà đường hàng không cũng không gọi là bến sân bay, bến hàng không. Hàng không cũng gọi là cảng hay là nhà ga. Cái thứ hai chúng ta hiểu chính xác cái từ bến trong tiếng Việt. Nó là nơi tập kết hàng hóa hay là nơi tập kết phương tiện vận tải? Theo tiếng Việt thì bến là nơi tập kết gì? Phương tiện vận tải chứ không phải nơi tập kết hàng hóa. Những xe vận tải nó chở hàng nông sản từ các tỉnh đưa về thành phố Hồ Chí Minh thì những mặt hàng nông sản đó sẽ được tập kết tại đâu? Tại các chợ. Sau khi tập kết hàng hóa tại các chợ đầu mối xong thì những xe vận tải đó nó mới chạy về bến xe để nó tập kết. Như vậy là giao tại bến. Cái trường hợp này bến xe nó đã tập kết hàng hóa rồi, về bến xe làm gì còn hàng nữa mà giao. Đó, từ dịch nó là giao tại điểm tập kết. DAP, các chị cũng sửa lại cái tên tiếng Việt của nó. Giao tại nơi đến. Bởi vì đây đang nói đến Incoterm 2010. Nhưng mà đến 2020 thì tôi lại dịch nó là giao hàng chưa dỡ. Lý do vì sao thì lát nữa tôi sẽ giải thích. Giao tại nơi đến. DAP được đưa vào Incoterm 2010 để thay thế cho 3 điều kiện: giao tại biên giới, giao tại tàu và giao hàng chưa thông qua. Trong Incoterm 2010 nó phân biệt ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là giao hàng tại biên giới thì dùng DAF. Trường hợp thứ hai, giao tại tàu ở cảng bến thì dùng DES. Và trường hợp thứ ba, nơi giao hàng không phải biên giới mà cũng không phải cảng bến thì dùng DDU. Nhưng mà đến Incoterm 2010 nó thấy việc gì phải phức tạp hóa vấn đề. Nơi đến là bất cứ nơi nào, biên giới cũng được, cảng cũng được, mà không phải biên giới, không phải cảng cũng được. Gọi chung nó là nơi đến đi. Thì nó gộp lại thành một cái gọi là DAP, dịch là giao tại nơi đến. Người bán giao hàng chưa thông quan nhập khẩu, hàng vẫn đang nằm trên phương tiện vận tải tại nơi đến chứ chưa được dỡ, nhưng nó cũng đã sẵn sàng được dỡ. Và quy tắc cuối cùng trong nhóm những quy tắc dành cho mọi phương thức vận tải đó là DDP. DDP được viết tắt từ chữ Delivered Duty Paid và tôi dịch là giao hàng đã thông quan. Từ Duty Paid mà dịch là đã thông quan thì xem chừng nó không khớp lắm. Kể từ Incoterm 2000 tôi dịch ra tiếng Việt, tôi đã dịch DDP là giao hàng đã thông quan. Còn các bản dịch tiếng Việt khác người ta dịch là giao hàng thuế đã trả hay là đã nộp thuế. Thì người ta dịch là duty là thuế và paid là đã trả, đã nộp. Và vì sao tôi không dịch là đã nộp thuế hay là thuế đã trả? Bởi vì chúng ta phải hiểu là từ duty trong tiếng Anh nó bao gồm hai nghĩa. Ngoài nghĩa thuế ra nó còn có nghĩa gì nữa? Trách nhiệm, đúng không? Responsibility, anh phải làm công việc gì? Và cái thứ hai là nghĩa tax, là thuế. Anh phải nộp tiền cho nhà nước khi anh đưa hàng vào quốc gia của họ. Và nếu chỉ dịch là giao hàng thuế đã trả hay là giao hàng đã nộp thuế
thì nó mới thể hiện được có 50% cái ý nghĩa của từ điều thi. Nên tôi dịch là giao hàng đã thông quan, thì anh muốn thông quan, anh vừa phải hoàn thành các thủ tục thông quan và anh vừa phải đóng thuế và lệ phí liên quan đến thủ tục thông quan. Vì vậy nó sẽ bao hàm đầy đủ. FAS giao dọc mặt tàu. Đây là quy tắc chỉ dành cho vận tải đường biển và đường thủy. Thì chúng ta thấy người bán giao hàng khi hàng nó nằm ở dưới trên cầu cảng, có nghĩa là nó đặt dọc mặt tàu tại cảng. Rồi đối với FOB thì lại là giao trên tàu. Trong trường hợp này người bán giao hàng tại cảng bốc và hàng bây giờ không phải đặt dọc mặt tàu nữa mà nó đã phải được bốc lên trên tàu. Trong Incoterm 2010 có một sự thay đổi rất có ý nghĩa, rất có giá trị so với Incoterm 2000 và các phiên bản trước đó. Đó là gì? Người ta đã thay cái thuật ngữ giao qua lan can tàu thành thuật ngữ giao trên tàu. Các phiên bản Incoterm 2000 trở về trước, các điều kiện FOB, CFA và CIF đều quy định là người bán giao hàng qua lan can tàu và rủi ro của hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua cũng khi hàng qua lan can tàu. Và thuật ngữ qua lan can tàu trở thành một thuật ngữ rất hay được nhắc đến bởi các thương nhân, những người làm xuất nhập khẩu. Nhưng mà cái thuật ngữ này nó cũng gây ra nhiều rắc rối. Bởi vì chúng ta hiểu lan can tàu là cái gì? Lan can tàu nó một cái hàng rào bằng sắt rất mỏng manh chạy quanh con tàu thôi. Đấy, như vậy khi mà kiện hàng nó đang đu đưa qua lan can tàu này thì rủi ro được chuyển. Vì cái chữ lan can tàu này mà nhiều người suy luận ra theo những cách như thế này. Đây là cuốn sách Nghiệp vụ Ngoại thương hiện đại. Cuốn sách này do hai tác giả người Nhật viết và được dịch ra tiếng Việt. Thì họ viết thế này. FOB nói về trách nhiệm khi bị rủi ro risk thì có các hiện tượng buồn cười như sau. Nếu trong khi đang xếp hàng trên boong tàu mà hàng bị rơi hỏng thì theo tập quán ngoại thương thì thường giải quyết hàng rơi ở ngoài tàu thì người bán chịu, mà hàng rơi vào trong tàu là người mua chịu. Thì không biết là cái đoạn này có đúng là trong bản gốc của hai tác giả người Nhật hay không, hay là cái đoạn này do mấy người dịch của chúng ta dịch ra tiếng Việt để đưa thêm vào cho cuốn sách nó thêm hấp dẫn. Cuốn thứ hai, hai tác giả người Việt Nam cũng khá nổi tiếng về xuất nhập khẩu viết hỏi đáp về Incoterm 2000. Hợp đồng xuất khẩu hàng rời theo điều kiện FOB Incoterm 2000, khi bốc hàng cần cầu bị đứt và hàng bị rơi xuống biển, vậy ai là người phải chịu thiệt hại? Thì tác giả cũng đọc Incoterm 2000 thấy nó sử dụng thuật ngữ rủi ro chuyển khi qua lan can tàu, giao hàng qua lan can tàu, cho nên phân tích là như vậy cần cầu bị đứt, hàng rơi xuống biển, tức là nó chưa qua khỏi được lan can tàu, do đó người mua chịu. Từ đó cũng suy ra là nếu nó rơi xuống sàn tàu thì người mua là người phải chịu thiệt hại vì hàng đã qua lan can tàu. Với những cách giải thích đó thì tôi mới hình dung ra này. Trong quá trình bốc hàng lên tàu hay là qua lan can tàu chưa người bán chịu, đúng không? Rồi, qua lan can rồi, người mua chịu. Bây giờ nó lại rơi vào đúng giữa lan can. Người bảo nó lăn qua bên này thì người bán chịu, mà lăn qua bên kia người mua chịu. Nhưng mà nó không chịu lăn mà nó cứ nằm vắt vẻo ở giữa lan can đó. Người bán đề xuất là thôi, còn nằm ở giữa thì chia đôi. Nhưng người mua không chịu, người mua nói nó anh phải chịu.
Rồi một trường hợp khác, nó qua ra cán tàu, nó rơi xuống, nhưng mà nó lại văng sang bên kia. Rồi tôi không chịu, người mua nói qua lan can mà anh không túm lấy nó, anh giữ nó lại để cho nó lăn trở lại bên anh thì anh phải chịu hết. Rồi một trường hợp nữa, nó cũng qua lan can, nhưng người ta chỉ cần nó qua một lan can bên này thôi, ai ngờ nó qua luôn cái lan can bên kia rơi xuống biển. Người bán cũng bảo qua lan can rồi tôi không chịu, nhưng người mua cần qua một lan can chứ cần gì qua hai lan can. Và các bên trái như vậy, nếu như cứ lấy lan can tàu để phân chia rủi ro về hàng hóa giữa người bán người mua như vậy thì tôi sẽ hình dung ra đến một cái khả năng rất có thể xảy ra. Cái khả năng này, ông người bán ông giao, ông bán cho người mua một cái máy mà ông biết cái máy này nó bị hỏng rồi. Nếu như cái máy này nó còn nguyên vẹn, nguyên đai nguyên kiện, không bị méo mó đổ vỡ gì hết, ông người mua ông mở máy ra ông sử dụng, máy không chạy được, ông sẽ khiếu nại người bán mà anh giao cho tôi cái máy hỏng. Do đó khi mà bốc cái máy này lên trên tàu thì ông người bán ông ấy dúi cho cái ông bốc hàng một ít tiền. Anh bốc hàng làm sao? Anh đưa qua lan can tàu rồi anh thả cái hình một cái xuống dưới bốc tàu cho nó bị đổ vỡ đi. Và tôi có thể nói rằng là rủi ro này do người mua chịu vì nó đã qua lan can tàu. Vậy sẽ không còn hợp lý nữa, không còn công bằng nữa, không thực tế. Trong một vụ xét xử tại một tòa án ở Anh từ năm 1954, và vụ xét xử này sau này rất hay được nhắc đến trong các vụ xét xử khác, một nhận định được đưa ra. Nhận định này nói gì? Chỉ có vị luật sư nào sốt sắng nhất, nhiệt tình nhất mới có thể bằng lòng nhìn cái cảnh trách nhiệm được di chuyển một cách chỉ có luật sư nào sốt sắng nhất, nhiệt tình nhất mới có thể bằng lòng nhìn cái cảnh trách nhiệm được di chuyển một cách ngây ngô, một cách thô thiển khi hàng đang di chuyển trên nóc đỉnh cần cầu qua một đường vuông góc tưởng tượng dựng từ lan can tàu dựng lên. Thì rõ ràng là trong quá trình bốc hàng trên tàu thì không có ông nào đứng đâu, ông nắm xem là nó đã qua lan can tàu hay chưa, hay là vẫn ở bên này của lan can tàu, không ai làm chuyện đó. Nên nếu như người ta không phân chia như thế thì người ta sẽ phân chia rủi ro trong quá trình bốc hàng lên tàu giữa người bán và người mua như thế nào. Trong quá trình bốc hàng lên tàu thì chúng ta hình dung ra cái tiền hàng này cần cầu nó đưa qua lan can tàu, mà rủi ro xảy ra thì ai phải chịu đây? Ai chịu là hợp lý? Hợp lý nhất là ai chịu? Người bốc hàng. Người bốc hàng của chị. Người bốc hàng này có thể là cảng, người ta có thể bốc hàng vào cần cầu của cảng, hoặc là cần cầu của tàu, hoặc là cần cầu của người giao nhận. Nhưng mà cái ông bốc hàng này rõ ràng ông phải chịu trách nhiệm vì anh đã bốc hàng không an toàn. Dây cầu của anh không chắc, lái cầu của anh không cẩn thận để kiện hàng nó bị rớt. Nhưng vấn đề quan trọng là ai sẽ đi đòi cái người bốc hàng này bồi thường? Hợp lý nhất là ai? Người bán đòi hay người mua đòi? Hay hợp lý nhất là ai thuê ông này bốc hàng? Ai thuê ông này bốc hàng lên tàu thì ông đó sẽ đi đòi là hợp lý nhất. Thế bên nào phải thuê một người thứ ba bốc hàng lên tàu? Người bán phải thuê hay người mua phải thuê? Thì điều này lại tùy thuộc vào bên nào là người phải chịu phí bốc hàng lên tàu. Đối với CFA và CIF thì phí bốc hàng tàu chắc chắn là ai phải chịu rồi? Người bán tận cảng đến cơ mà. Còn đây phí bốc hàng này là phí bốc hàng lên tàu tại cảng bốc, đương nhiên người bán phải chịu thì không cần phải suy xét gì nữa. Nhưng riêng với FOB thì cần cân nhắc phí bốc hàng lên bán phải chịu hay người mua phải chịu. Đầu tiên người ta phải căn cứ vào hợp đồng. Trong hợp đồng có quy định bên nào chịu phí bốc hàng hay không? Nếu có thì căn cứ vào quy định đó. Còn nếu hợp đồng không quy định thì sẽ xem xét tiếp đến tập quán tại cảng và tập quán trong ngành buôn bán. Có tập quán quy định về vấn đề này hay không? Ví dụ tại cảng Stockholm của Thụy Điển, đối với ngành buôn bán gỗ
nó có tập quán là người mua luôn luôn là người phải chịu phí bốc hàng lên tàu. Như vậy dựa vào tập quán đó để giải quyết người mua phải chịu phí bốc hàng. Thế còn nếu cũng không có tập quán tại cảng hay là tập quán trong ngành buôn bán để giải thích vấn đề này, nhiều biết hỏi ai? Hỏi ông hợp đồng cũng bảo tôi không quy định. Hỏi ông tập quán cũng nói là tôi không có tập quán nào giải thích về vấn đề này. Thì bây giờ cứ hỏi chính cái ông FOB. Ông FOB ông trả lời là tôi được viết tắt từ chữ free on board. Free on board tức là gì? On board tức là trên tàu. Còn free là gì? Và như vậy chúng ta thấy là đối với CFA và CIF thì mặc dù Incoterms quy định là giao qua lan can tàu hay là rủi ro được chuyển khi hàng qua lan can tàu thì rủi ro trong quá trình bốc hàng luôn luôn người bán phải chịu, vì người bán là người phải chịu phí bốc hàng. Đối với FOB thì tùy thuộc vào hợp đồng, tùy thuộc vào tập quán tại cảng hay là trong ngành buôn bán. Và nếu như hợp đồng không có quy định và tập quán tại cảng cũng không quy định là người mua phải chịu phí bốc hàng thì người bán cũng là người phải chịu phí bốc hàng lên tàu, và do đó người bán cũng là người phải chịu rủi ro trong quá trình bốc hàng lên trên tàu, chứ không phải là rơi bên này thì người bán mới chịu, còn nó đã qua lan can tàu nó rơi lên trên tàu thì là người mua phải chịu. Điều đó hoàn toàn là thực tế. Tôi chia sẻ một ví dụ nữa. Có một bài tập về Incoterms 2000 ở trên mạng. Đó. Đây, một bài tập này. Hãy nhìn vào chuyển động ở phía bên phải khi một con tàu nó đang bốc hàng. Nếu sử dụng FOB của Incoterms, hãy quyết định xem tại điểm nào trách nhiệm của người bán kết thúc. Thì nó cho chúng ta xem cái chuyển động A, B, C. A, khi hàng đang nằm trên cầu cảng. B là khi hàng đang trên lan can tàu. Và C là khi hàng đang nằm ở trên tàu. À, thì chúng thấy là hợp lý phải là C, khi hàng đã được đặt lên trên tàu. Nhưng answer ở đây nó chọn là B. Cũng là vì nó đọc cái quy định là giao qua lan can tàu và rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng qua lan can tàu và ra.
Do đó chúng ta thấy Incoterm 2000 cả ba điều kiện này đều quy định là giao qua lan do được chuyển qua lan can tàu. Đến bản 2010 thì nó thay thuật ngữ qua lan can tàu thành thuật ngữ trên tàu. Thì như vậy chúng ta có nhận xét là nó có thay đổi không? Ở đây là sự thay đổi về câu chữ hay là sự thay đổi về nội dung? Hầu như mọi người đều nghĩ bản Incoterm 2010 ra, hầu như mọi người đều nghĩ là theo Incoterm 2010 thì nghĩa vụ của người bán đã nhích thêm một đoạn từ lan can tàu cho đến lên trên tàu. Trước đây người bán chỉ giao hàng, chỉ chịu rủi ro cho đến lan can tàu thôi, còn bây giờ phải chịu rủi ro cho đến khi hàng đã được đặt lên trên tàu. Còn thực ra không phải. Trước đây cho dù là người ta quy định là giao qua lan can tàu, rủi ro được chuyển qua lan can tàu, nhưng người bán vẫn phải chịu rủi ro cho đến khi hàng được đặt lên trên tàu. Trừ trường hợp hợp đồng FOB và tập quán FOB có quy định là người mua phải chịu phí bốc hàng. Nhưng mà để tránh cái việc là giải thích một cách sai lầm về việc phân chia rủi ro giữa người bán và người mua, cho nên người ta mạnh dạn người ta bỏ cái thuật ngữ lan can tàu đi và thay đó bằng thuật ngữ giao trên tàu để thôi khỏi có bàn cãi gì nữa. Còn cho dù trước đây để là giao qua lan can tàu nhưng người bán vẫn phải chịu rủi ro cho đến khi hàng đã được đặt an toàn ở trên tàu. Có một lần tôi tập huấn tại VCCI, khi chia sẻ về vấn đề này thì cũng có những học viên nói với tôi là: dạ thưa thầy, từ trước đến nay tụi em được học ở trong trường đại học, tụi em đều hiểu như thế, hiểu theo giống, hiểu giống như là hai cuốn sách mà hồi nãy thầy làm đưa ra làm ví dụ. Mà không những thế mà bây giờ em đang là giảng viên của trường đại học, em cũng dạy cho biết bao nhiêu thế hệ của em cũng như thế, và không phải chỉ riêng em mà các đồng nghiệp của em cũng dạy giống như thế. À, như vậy hóa ra là bây giờ mới hiểu là vậy, mình hiểu như thế là hiểu sai và cảm thấy là rất có lỗi đối với các thế hệ sinh viên của mình. Thì tôi nói là thôi, trong khoa học mà đôi lúc mình cũng có thể có những cái sai lầm chứ không phải là mình hoàn toàn đúng, nhưng quan trọng là mình đã nhìn ra được cái sai của mình và mình thay đổi. CFA có nghĩa là tiền hàng và cước phí, thì người bán thông qua xuất khẩu ký hợp đồng và trả cước phí tới cảng đến và vẫn giao hàng trên tàu tại cảng bốc. Do đó chúng ta thấy rủi ro vẫn được chuyển khi hàng đã được đặt lên trên tàu tại cảng bốc. Và quy tắc cuối cùng, CIF thì nó hoàn toàn giống với CFA, nhưng người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Thì nếu hàng hóa bị thì không phải là người bán mà chính là người mua sẽ phải trực tiếp đòi công ty bảo hiểm bồi thường. Incoterm 2020 bắt đầu có hiệu lực kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 và nó là ấn phẩm số 723. Chỉ riêng Incoterm ấn phẩm của nó luôn được ghi kèm và được nhắc kèm với năm mà nó bắt đầu có hiệu lực. Chỉ riêng cái 2010 là nó ghi kèm và được nhắc kèm với năm mà nó được xuất bản. Còn các tài liệu khác, ví dụ như là UCP 600 hay là IACC 650 thì đó chính là những số ấn phẩm của Phòng Thương mại Quốc tế. Mà Incoterm thì người ta gọi là Incoterm 2020 chứ không gọi là Incoterm 723. Nhưng mà UCP thì người ta lại gọi là UCP 600 chứ người ta không gọi là UCP 2007. Thế riêng tài liệu Incoterm của Phòng Thương mại Quốc tế là đặc biệt, thì duy nhất tài liệu này nó ghi kèm với năm mà bắt đầu có hiệu lực. Và tiếng Anh Incoterm 2020 sẽ được gọi là 2020. Phiên bản 2010 sẽ được gọi là 2010. Nhiều người nói là
tưởng cái Incoterm sẽ 2020 chúng ra có gì mới, nhưng mà chúng ra có gì mới đâu. Họ bảo là có mỗi một cái thay đổi, đó là thay cái quy tắc DAT bỏ nó đi và thay nó bằng DPU là xong. Họ chỉ nhìn một cách đơn giản, chỉ nhìn thấy bề nổi mà không nhìn thấy cái chìm ở dưới. Và chúng ta thấy là một tảng băng ấy, thì cái phần nổi của tảng băng nó rất rất nhỏ, cái phần chìm của nó mới là lớn. Thì ra là nó có rất nhiều cái thay đổi. Và đây tôi cũng chỉ chắt lọc ra một số cái thay đổi quan trọng thôi. Còn những cái nhỏ nhỏ khác thì nó từng câu từng chữ, mình không có thời gian để mình giải thích ở đây. Đầu tiên là nó phải nói là nó rất dễ hiểu và dễ sử dụng. Dễ hiểu, dễ sử dụng. Nó thay đổi tiêu đề thứ tự. Ví dụ đây, chúng ta nhìn vào tiêu đề thứ tự. Trong từng quy tắc thì nó đều có hai phần, phần A và phần B. Phần A là những nghĩa vụ của người bán và phần B là những nghĩa vụ của người mua. Phần A thì nó lại chia ra từ điều A1 cho đến điều A10. Và phần B được liệt kê ra từ B1 đến B10. Đây chúng ta thấy điều A1 được chuyển từ Incoterm 2010 sang 2020, chúng ta thấy nó đã cắt bớt đi cái chữ là of the seller và of the buyer. Bởi vì mục A đã là những nghĩa vụ của người bán rồi, còn mục B đã là những nghĩa vụ của người mua rồi. Thì trong cái mục, trong điều A1 và B1 này còn nhắc lại là của người bán và của người mua làm gì nữa. Ngắn gọn hơn. Đây, A2, B2 nói về giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục. Thì nó chuyển thành A7, B7 chỉ nói đơn giản. Tiêu đề đơn giản là thông quan xuất nhập khẩu. Thế là sao? Bởi vì trong cái thông quan xuất nhập khẩu này nó cũng đã cover luôn cả cái giấy phép và cover luôn cả cái kiểm tra an ninh. Nó bao gồm cả. Điều A3 và B3 nói về hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm, bây giờ nó tách ra thành hai điều. Mà nó không dùng chữ hợp đồng trong tiêu đề nữa, mà nó nói là vận tải và bảo hiểm. Bởi vì trong vận tải thì có hợp đồng vận tải, có những yêu cầu về an ninh liên quan đến vận tải. Rồi trong bảo hiểm cũng thế. Nó có hợp đồng bảo hiểm, có những yêu cầu về cung cấp thông tin để mua bảo hiểm. Vậy nó ngắn gọn hơn nhưng mà nó lại bao hàm đầy đủ hơn. Nghĩa vụ giao và nhận hàng trước đây ở xếp tận cái mục thứ tư, bây giờ nó đẩy lên mục thứ hai. Bởi vì đây là nghĩa vụ quan trọng, nó đẩy lên cao. Nó chỉ sau cái phần nghĩa vụ chung thôi. Di chuyển rủi ro trước đây ở mục thứ năm, bây giờ nó cũng chuyển lên mục thứ ba, cao hơn. Phân chia chi phí thì từ mục 6 chuyển thành mục 9 với nội dung đầy đủ và chi tiết hơn. Rồi việc thông báo cho người bán, thông báo cho người bán thì nó chỉ rút gọn lại là thông báo thôi. Bởi vì nghĩa vụ thông báo ở điều A10 là nghĩa vụ thông báo của người bán thì đương nhiên là phải thông báo cho người mua. Và Incoterm chỉ đề cập đến những nghĩa vụ của người bán và người mua với nhau thôi, chứ không phải là nghĩa vụ đối với một bên thứ ba khác. Và điều A10 và B10 nó bỏ đi và nó được bổ sung vào tất cả các nghĩa vụ được nêu ở trên. Vậy chúng ta nhìn thấy cái tiêu đề nó ngắn gọn hơn và nó sắp xếp cách hợp lý hơn. Nghĩa vụ bao bì ký mã hiệu. Thì trước đây điều B9 nó trong Incoterm 2010 nó quy định là inspection of goods, là kiểm tra hàng hóa, nhưng mà bây giờ nó cũng đưa vào điều A8 và điều B8 cũng là checking, packaging và marking. Và trong cuốn sách tôi cũng giải thích rất rõ là từ kiểm tra nó vừa có nghĩa là checking, vừa có nghĩa là inspection, nhưng mà nghĩa nó khác nhau. Checking nhằm mục đích khác và inspection nhằm mục đích khác. Và Incoterm 2020 nhận thấy rằng là không cần thiết phải quy định cái nghĩa vụ inspection nữa. Incoterm sẽ không giải thích nghĩa vụ này nữa, mà nghĩa vụ này sẽ do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng hoặc là phục vụ cho một mục đích riêng của một bên nào đó thì không được đề cập đến trong Incoterm.
một câu đố vui để chúng ta đỡ nhức đầu. Đây là hình gì? Yeah. Một con mèo. Nó còn có ý nghĩa hơn cả một con mèo. Thấy không? Con mèo này nó có bộ lông như thế nào? Bộ lông của nó là câu "A picture is worth a thousand words." Một hình ảnh thì có giá trị bằng cả 1000 lời. Và đây cũng là ưu điểm của Incoterms 2020. Nó sử dụng hình ảnh để thay thế, để bổ sung cho những lời giải thích. Ở đây các anh chị nhìn, đối với mỗi quy tắc nó đều sử dụng những hình ảnh này. Nếu nhìn vào hình ảnh này chúng ta sẽ thấy, nếu như nó vẽ tất cả 4 phương tiện vận tải ở đây thì có nghĩa là quy tắc đó sẽ có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải. Còn nếu nó chỉ vẽ mỗi một con tàu thì có nghĩa là quy tắc đó chỉ dùng cho đường biển hoặc là đường thủy nội địa. Nếu các phương tiện vận tải này màu vàng thì nó thể hiện là màu vàng là màu của người mua mà. Thì nó thể hiện là người mua sẽ chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển. Còn những phương tiện vận tải này lại được thể hiện bằng màu xanh, thì màu xanh là màu của người bán. Thì khi đó người bán, theo những quy tắc đó, người bán sẽ là người chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển. Và chỉ có phiên bản 2020 thì lần đầu tiên nó mới ra một cái app cho Incoterms. Các phiên bản trước không có. Thế thì có thể vào App Store, chúng ta chạy chữ Incoterms, không ra cái app này. Với cái app này thì nó sẽ tóm tắt nội dung các quy tắc. Nó giải thích cho người sử dụng là quy tắc này được sử dụng trong phương thức vận tải nào, được phân chia chi phí và phân chia rủi ro giữa người bán và người mua ra sao. Bên cạnh đó, cái app này nó còn giúp cho người mua biết được những thông tin có liên quan đến Incoterms. Trên thế giới diễn ra khóa đào tạo về Incoterms ở đâu, vào thời gian nào, học phí bao nhiêu. Rồi nó giúp cho người sử dụng có thể kiếm thêm những tài liệu về Incoterms. Tất nhiên có những tài liệu thì nó cho free và có những tài liệu thì phải trả tiền nó mới cho download về. Và đặc biệt là cái app này nó giúp cho người sử dụng có thể liên hệ trực tiếp với các chuyên gia của phòng thương mại quốc tế về Incoterms trong những trường hợp khẩn cấp. Này được liên hệ trực tiếp. Và đương nhiên là để liên hệ được với các chuyên gia đó thì tiền không phải là rẻ. Tiền họ tính theo ngàn đô, tính theo giờ, đơn vị giờ là từ 1000 đô trở lên, là còn 1000 euro trở lên. Một cái cuốn sách Incoterms 2020 người ta bán đã là 45 euro rồi. Là sách mà còn nguyên bản tiếng Anh, chưa được dịch ra tiếng Việt. Và tiền để trả cho các chuyên gia này cũng tính bằng 1000 euro theo đơn vị là giờ. Và có một câu nói về Incoterms tôi rất thích, đó là gì? Incoterms chưa bao giờ dễ hiểu và dễ sử dụng đến như vậy. Và có một lần một khóa tập huấn về Incoterms do VCCI Đà Nẵng tổ chức, thì họ cũng khi quảng cáo về khóa tập huấn này, họ cũng đề nghị tôi là thầy cho một câu nói về Incoterms 2020 mà thầy tâm đắc nhất, thì tôi chọn câu này. Và họ cũng nói là thầy cho chúng em xin thêm cả tấm hình của thầy để đưa vào cái affix quảng cáo. Cái hình thì tôi chưa đưa, nhưng mà tôi chọn cái câu này thì cũng họ tự lên mạng họ tìm được cái hình của tôi và họ đưa vào cái câu quảng cáo. Incoterms, và câu tôi tâm đắc nhất và tôi có sửa đi là Incoterms luôn là chìa khóa trong hợp đồng, nhưng chưa bao giờ dễ hiểu và dễ sử dụng đến thế. Nó rất dễ hiểu và lại cũng dễ sử dụng. Những chú giải cho người sử dụng
Trước đây Incoterm 2010 nó ở cái phần là hướng dẫn sử dụng thì nó chuyển thành những chú giải cho người sử dụng trong Incoterm 2020. Nó đưa ra trường hợp nào sử dụng quy tắc này, rủi ro được chuyển khi nào và chi phí được phân chia ra sao. Nó giúp cho người sử dụng lựa chọn được quy tắc phù hợp nhất. Và đây cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp. Cái phần hướng dẫn sử dụng trong Incoterm 2010 thì nó không có giá trị để giải quyết tranh chấp. Nhưng kể từ 2020 thì những giải thích này có thể được coi là những giải thích để mà giải quyết tranh chấp nếu như có tranh chấp xảy ra. Và một điểm nữa, cũng là lần đầu tiên trong Incoterm 2020 có, đó là nội dung từng điều. Các phiên bản trước đây nó đều trình bày là các quy tắc, nội dung các điều trong quy tắc điều A1 quy định thế nào, B1 quy định thế nào, A2 quy định thế nào, B2 quy định thế nào, tức là nội dung các điều trong từng quy tắc. Thì bây giờ nó lại là nội dung các quy tắc trong từng điều. Ngoài việc trình bày như cũ, nội dung các điều trong từng quy tắc ra, thì nó có thêm một phần nữa là trình bày là nội dung các quy tắc trong từng điều. Điều quy tắc ESCO quy định thế nào? Quy tắc SCA quy định. Tiếp theo chuyển sang điều B1. Cứ như vậy nó đi hết đến điều A2, B2 và cuối cùng là A10 và B10. Thì cách trình bày như thế này, nó giúp cho người sử dụng có thể so sánh nội dung của các quy tắc với nhau trong từng điều. Trong điều A1 thì những quy tắc này nó giống nhau hay khác nhau? Khác nhau ở chỗ nào? Đấy. Trong điều A10, giữa quy tắc ESCO với FCA có gì khác nhau? Và trong cái cuốn sách mà chúng tôi viết, chúng tôi cũng lựa chọn cách trình bày này để chúng ta so sánh được nội dung các quy tắc trong mỗi một điều khác nhau. Và theo tôi nghĩ đây cũng là một cái điều mới và nó cũng giúp cho người ta rất dễ hiểu và rất dễ sử dụng. Rồi bây giờ cũng đến giờ giải lao thì chúng ta tạm thời nghỉ ở đây và sau giờ giải lao chúng ta sẽ tiếp tục.
Xin mời anh ra tiếp tục. Có một số chị hỏi là mua sách ở đâu, và cũng có người để nói là mua sách xong thì lại xin chữ ký của tôi vào cuốn sách nữa, thì điều đó tôi cũng rất là hân hạnh. Và tôi chia sẻ với các chị là các chị có thể hoặc là liên lạc với tôi qua email đặt mua sách, thì hoặc là các chị có thể đến địa chỉ tại phân viện của tôi là 15B5 phường 25 Bình Thạnh. Nếu mà các chị đến đây mua thì các chị sẽ được giảm 20% giá bìa. Còn nếu mà không thì các chị cho địa chỉ thì tôi sẽ cho nhân viên của tôi đến giao đến tận nơi, thì các anh chị sẽ phải trả nguyên giá bìa, không giảm 20%. Và nếu mà các anh chị muốn có chữ ký ở trên cuốn sách thì các anh chị cũng liên hệ với tôi, họ và tên là gì, tôi sẵn sàng với ký và cái đích danh thêm của các anh chị. Và địa chỉ của tôi là địa chỉ email thì trong tài liệu có phần footer có tobinh@gmail.com để rất là cần lượng sách bao nhiêu hay là cần ký tặng cho người tên là gì và địa chỉ giao sách ở đâu thì anh chị cứ liên hệ thế này. Và những sau này những cái nội dung nào mà các chị chưa hiểu trong cái buổi tập huấn ngày hôm nay cần làm rõ hơn, hoặc là có những vướng mắc nào, có những trường hợp tranh chấp nào liên quan đến Incoterm và kể cả liên quan đến thanh quốc tế thì chị cứ chia sẻ tôi qua email, thì trong khả năng của chúng tôi có thể giúp được cho các anh chị những gì chúng tôi sẵn sàng. Một sự thay đổi mà nhiều người cho rằng là Incoterms 2020 nó chỉ thay đổi so với 2010 ở mỗi một chỗ là nó chuyển từ quy tắc DAT, nó thay quy tắc DAT bằng quy tắc DPU. Thì đây là một trong những cái thay đổi quan trọng, nhưng mà không chỉ có thay đổi này mà nó còn có những thay đổi khác. Trước khi sang cái thay đổi đó thì chúng ta xem xét cái thay đổi này. Mua hàng đã được giao. Kể từ Incoterms 2010 thì người ta bỏ ra thêm cái trường hợp là người bán hàng cho người mua. Thì ngoài cái việc là người bán giao hàng, chúng ta là người giao hàng thực sự cho người mua, shipper, thì người bán còn có thể có một sự lựa chọn khác nữa là mua lại cái hàng đã được giao như vậy để giao cho người mua. Ở trong trường hợp này người bán không phải là người giao hàng trực tiếp. Incoterms 2010 nó có đưa ra cái trường hợp mua lại hàng đã được giao như vậy để phù hợp với việc mua bán theo chuỗi. Anh A bán hàng cho anh B, rồi anh B lại bán tiếp cho anh C, anh C bán tiếp cho anh D nữa, việc mua bán qua tay rất nhiều lần. Và như vậy là chỉ có người bán hàng đầu tiên mới là người shipper thực sự, còn những người sau ấy, thì họ lại mua hàng của người shipper trước đó để giao cho người mua tiếp theo. Vì trong Incoterms 2010 chỉ có 4 quy tắc dùng trong đường biển, nó đưa ra cái trường hợp người bán giao hàng bằng cách đặt hàng dọc mạn tàu hoặc là đặt lên trên tàu tại cảng bốc hàng.
hoặc là người bán có thể mua lại hàng đã được đặt dọc mạn tàu, hoặc là mua lại hàng đã được đặt lên trên tàu tại cảng bốc hàng để giao cho người mua để được. Đến Incoterm 2020 thì việc mua lại hàng đã được giao này nó còn được bổ sung vào trong tất cả các quy tắc dùng cho mọi phương thức vận tải. Việc mua lại hàng đã được giao không chỉ ở không chỉ được quy định trong bốn quy tắc dùng trong đường biển mà đã được đưa vào trong cả quy tắc FCA, CPT, CIP và các quy tắc thuộc nhóm D. Đây cũng là một điểm mới của Incoterm 2020 so với 2020. Và điểm mới này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các ngân hàng. Vận đơn trong quy tắc FCA. Để trước khi giải thích về quy tắc này thì chúng ta hãy xem. Xem một slide. Cái chị mở cái slide này ra, không biết là slide trang số bao nhiêu, như là trang 35 thì phải. Trang 23. Trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển bằng container thì sẽ có hai trường hợp gửi hàng. Một là gửi nguyên container, viết tắt là FCL. Trong trường hợp này, người bán có đủ hàng để đóng đầy trong một container hoặc là nhiều container. Thì người bán sẽ đóng hàng của mình vào container và vận chuyển container này đến để giao cho người chuyên chở tại một địa điểm. Địa điểm đó được gọi là CY, là container yard. Trường hợp thứ hai là gửi hàng lẻ, gọi là LCL. Khi người bán không đủ hàng để đóng đầy trong container thì người bán sẽ không cần phải đóng hàng vào container mà người bán sẽ vận chuyển cái hàng của mình đến để giao cho người chuyên chở. Và người chuyên chở sẽ đóng hàng của người bán vào container khác. Như vậy chúng ta thấy nhìn thấy container ở bên trên là màu đỏ, là toàn bộ là hàng của người bán. Còn container ở phía dưới thì có màu đỏ, có màu đen, có màu xám. Như vậy sẽ có hàng của nhiều người đóng chung trong một container. Đó là trường hợp gửi hàng lẻ. Sau khi người bán đã nơi mà người bán giao hàng cho người chuyên chở để đóng hàng vào container cùng với hàng của người khác, có cái từ gọi là CFS, và là trạm đóng hàng, là trạm giao nhận container. Thì sau khi hàng đã được giao tại CY hoặc CFS thì container này mới được vận chuyển ra cảng bốc hàng. Trong trường hợp này, nếu mà sử dụng FOB thì sẽ không phù hợp. Bởi vì FOB là người bán phải giao cái container đó lên trên tàu. Bởi vì hàng được giao một container thì nghĩa là cái nơi mà người bán giao hàng cho người chuyên chở lại không phải ở trên tàu, mà là CY hoặc là CFS. Do đó nếu dùng FOB mà trong quá trình vận chuyển container từ CY hoặc CFS ra con tàu ở trong quá trình vận chuyển này, hàng bị rủi ro, container bị lật, bị cháy, bị mất trộm, mất cắp, thì rủi ro này người bán phải chịu bởi vì hàng chưa được giao. Như vậy, để phù hợp với việc giao hàng bằng container thì người ta mới đưa ra Incoterm 2010 đã xem xét trường hợp này. Khi hàng được giao bằng container nếu dùng FOB thì không phù hợp về nơi giao hàng. Vì giao bằng container thì nơi giao hàng là CY hoặc CFS. Còn FOB thì nơi giao hàng lại là trên tàu tại cảng bốc. Do đó Incoterm 2010
đã đưa ra hướng dẫn là khi hàng được giao bằng container, dù là FCL hay là LCL thì cũng nên chuyển sang chuyển FOB thành FCA. Và trong cả hai trường hợp này, nơi giao hàng tại CY hay tại CFS đều phù hợp đối với việc giao hàng bằng container và đối với việc FCA. Tuy nhiên, trong thực tiễn thì khi thanh toán bằng LC, các ngân hàng lại luôn đòi hỏi người bán phải xuất trình một bộ chứng từ, và trong đó có vận đơn là vận đơn đã bốc hàng. Vận đơn đó phải thể hiện là container đó đã được bốc lên trên tàu. Nhưng mà chúng ta thấy là đối với hàng container thì người bán đã giao hàng tại CY hoặc CFS, tức là ở thời điểm trước khi hàng được bốc lên tàu. Việc container đó sau này nó được bốc lên tàu và người bán không thể kiểm soát được, không biết là khi nào nó có được bốc lên tàu hay không. Khi nào được bốc lên tàu và liệu biết khó khăn này Incoterm sai không cụ thể là gì? Theo Incoterm 2020, khi các bên sử dụng FCA để phù hợp với việc giao hàng bằng container thì các bên có thể thỏa thuận là người bán sẽ phải cung cấp vận đơn bốc hàng lên tàu. Thì nếu như các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng là người bán phải cung cấp vận đơn bốc hàng lên tàu thì khi đó nghĩa vụ của người mua là phải chỉ thị cho người chuyên chở, bởi vì người chuyên chở họ ký hợp đồng với người mua mà. Người mua sẽ phải chỉ thị cho người chuyên chở để người chuyên chở phát hành cái vận đơn bốc lên tàu cho người bán. Và chỉ khi nào người bán nhận được cái vận đơn bốc lên tàu từ người chuyên chở thì khi đó người bán mới có nghĩa vụ cung cấp vận đơn đã bốc lên tàu cho người mua hoặc là ngân hàng mở LC. Và nếu người mua không chỉ thị hoặc là người mua có chỉ thị cho người chuyên chở nhưng người chuyên chở vẫn không phát hành vận đơn bốc lên tàu cho người bán thì không, người bán không có nghĩa vụ cung cấp cái vận đơn này cho người mua, để giải quyết khó khăn cho người bán. Và rõ ràng khi thanh toán bằng LC mà người bán không xuất trình được vận đơn đã bốc lên tàu cho người mua, mà điều này không phải do lỗi của người bán là do người mua không hoàn thành một cái nghĩa vụ nào đó với người chuyên chở theo hợp đồng vận tải, thì trường hợp này người bán có thể không đòi được tiền theo LC, nhưng theo Incoterm người bán vẫn hoàn thành được nghĩa vụ giao hàng của mình tại CY hoặc là CFS, và người bán vẫn có thể yêu cầu người mua phải trả tiền hàng cho mình theo hợp đồng mua bán, bởi vì việc lấy được vận đơn đã bốc lên tàu nó nằm ngoài tầm kiểm soát của người bán và đó không phải là nghĩa vụ của người bán. Việc lấy vận đơn bốc lên tàu chỉ là người bán hỗ trợ cho người mua thôi, chứ người bán không có nghĩa vụ này, không chịu rủi ro và chịu chi phí để lấy vận đơn bốc lên tàu. Rõ ràng là cái bổ sung này cũng là bổ sung rất quan trọng để nó giải quyết được cái nhu cầu trong thực tiễn là thanh toán bằng LC, ngân hàng luôn đòi hỏi phải yêu cầu phải có vận đơn đã bốc lên tàu. Về bảo hiểm, một sự thay đổi về bảo hiểm trong Incoterm 2020 so với 2010. Trước đây trong Incoterm 2020 quy định về nghĩa vụ mua bảo hiểm của người bán trong hai quy tắc CIP và CIF. Incoterm 2020 đều quy định nếu không có thỏa thuận gì trong hợp đồng, nếu hợp đồng không có quy định gì khác thì người bán ở hai quy tắc này chỉ có nghĩa vụ mua bảo hiểm ở mức tối thiểu, ở điều kiện thấp nhất. Có ba điều kiện bảo hiểm cho hàng hóa được gọi là ICC, A, B và C. ICC ở đây không còn là phòng thương mại quốc tế nữa mà là Institute Chicago Clause, điều kiện bảo hiểm hàng hóa. Điều kiện A là cao nhất, nó tương đương với điều kiện bảo hiểm on risk, ngoài rủi ro trước đây. Điều kiện B
thấp hơn, nó tương đương với điều kiện có tổn thất riêng trước đây, gọi là with particular average. Và điều kiện y là thấp nhất, nó tương đương với điều kiện miễn tổn thất riêng trước đây, và điều kiện v particular average. Mà đến Incoterms 2020, mặc dù Incoterms 2010 quy định nếu không có thỏa thuận gì khác thì mặc nhiên, mặc định là người bán chỉ cần mua bảo hiểm theo điều kiện thấp nhất là điều kiện C. Tuy nhiên nếu như các bên thỏa thuận thì người bán vẫn có thể mua bảo hiểm theo điều kiện cao hơn là điều kiện A hoặc là điều kiện B để cho phù hợp với hàng hóa, cho phù hợp với tuyến đường vận chuyển. Mặc định của Incoterms 2010 là cả CIP và CIF, người bán chỉ phải mua bảo hiểm ở điều kiện C ở mức thấp nhất. Còn Incoterms 2020 ấy, thì nó có thay đổi ở chỗ này. Đối với hàng nguyên liệu thì người ta nhận thấy rằng hàng nguyên liệu thông thường được vận chuyển bằng đường biển, và hàng nguyên liệu giá trị thấp, hàm lượng chế biến chưa cao, cho nên nó cũng ít bị hư hỏng. Và đối với hàng nguyên liệu, hàng được vận chuyển bằng đường biển sử dụng điều kiện CIF thì điều kiện C là thích hợp, điều kiện C thích hợp cho hàng nguyên liệu. Tuy nhiên nếu các bên thấy cần phải mua bảo hiểm ở điều kiện cao hơn, các bên vẫn có thể thỏa thuận trong hợp đồng là người bán phải mua bảo hiểm ở điều kiện A hoặc điều kiện B. Và hàng thứ hai là hàng thành phẩm. Và hàng này nó có hàm lượng chế biến cao và nó có giá trị cao, nó dễ bị hư hỏng, dễ gặp rủi ro. Và phương thức vận tải người ta hay sử dụng để chuyên chở hàng thành phẩm là vận tải đa phương thức. Và người ta hay sử dụng quy tắc CIP cho hàng thành phẩm. Và đối với hàng thành phẩm, người ta nhận thấy rằng trong thực tế trước đây ấy, CIP trong Incoterms 2010 quy định là không có thỏa thuận gì, người bán chỉ mua theo điều kiện thấp nhất. Nhưng mà đến 2020, người thấy là trong thực tế đối với hàng thành phẩm, các bên thường hay phải thỏa thuận bổ sung trong hợp đồng để người bán mua bảo hiểm ở cao hơn là điều kiện A hoặc điều kiện B. Từ đó đến Incoterms 2020 thì nó đã quy định nếu không có thỏa thuận gì, người bán CIP sẽ phải mua bảo hiểm cho hàng hóa theo điều kiện bảo hiểm A, điều kiện cao nhất. Còn nếu như các bên có thỏa thuận khác đi thì vẫn có thể thỏa thuận hàng hóa được bảo hiểm theo điều kiện B hoặc là điều kiện C. Và chúng thấy là sự khác nhau giữa 2010 và 2020. CIF thì vẫn giữ nguyên mặc định mức bảo hiểm và điều kiện C. CIP thì đã thay đổi cái mức bảo hiểm mặc định từ điều kiện C chuyển thành điều kiện A. Cái trang này nhá. Nó biết là qua. Sự thay đổi từ DAP thành DPU làm sự thay đổi. Và nhiều người cho rằng là đây là sự thay đổi duy nhất. Thì đúng là nó là cái phần nổi và nhìn thấy này. DPU. Điểm tên danh sách. Điểm tên trong danh sách các quy tắc thì thế này là cái DAP không còn nữa mà nó được thay thế bằng DPU. Thế đó nhiều người nói ồ thì chả có gì thay đổi cả, chỉ có thay cái DAP bằng DPU thôi. Đó là sự thay đổi này cũng rất có ý nghĩa. DAP trước đây là giao tại điểm tập kết. 2010 chúng ta có thể chia ra việc giao hàng có thể là tại điểm tập kết. Đó.
Vậy tôi xin nhắc lại. Nếu theo Incoterm 2010, việc giao hàng chưa được dỡ khỏi phương tiện vận tải tại điểm tập kết hay ngoài điểm tập kết thì quy tắc TAP là phù hợp. Còn nếu người bán giao hàng đã được dỡ tại điểm tập kết thì DAT là phù hợp. Tuy nhiên nhu cầu của người mua đôi khi là muốn người bán giao hàng tại nhà máy của mình, tại cơ sở của mình, ví dụ như nhà máy. Đặc biệt là người mua mua những máy móc thiết bị thì người mua mong muốn là người bán sẽ giao hàng tại nhà máy và hàng thiết bị đó đã được dỡ khỏi phương tiện vận tải và lắp đặt tại nhà máy cho người mua. Thì trong trường hợp này không có quy tắc nào phù hợp trong Incoterm 2010. Nếu anh muốn giao tại cơ sở của người mua anh phải dùng DAP, nhưng mà DAP thì người bán lại không có nghĩa vụ dỡ hàng. Còn anh muốn người bán có nghĩa vụ dỡ hàng thì anh phải dùng DAT, nhưng mà DAT lại chỉ phù hợp khi hàng được dỡ tại điểm tập kết ở nơi đến. Chứ còn nó ra ngoài điểm tập kết thì DAT lại không phù hợp. Vậy đây là một điểm còn trống, còn khiếm khuyết của Incoterm 2010. Và đến 2020 thì người ta đã bổ sung DPU vào đây. DPU có nghĩa là giao hàng tại nơi đến đã được dỡ. Hàng giao tại nơi đến và đã được dỡ. Người bán giao hàng tại nơi đến chưa thông qua nút khẩu
chưa thông qua nhập khẩu và đã được dỡ. Và DAP trước đây Incoterm 2010 tôi dịch là giao tại nơi đến, và các bản dịch khác cũng dịch là giao tại nơi đến. Nhưng mà bây giờ sang đến Incoterm 2020 thì nó lại có thêm một quy tắc nữa là cũng giao tại nơi đến nhưng mà đã được dỡ, là DPU. Như vậy chúng ta thấy DAP và DPU nó chỉ khác nhau ở chỗ nào. Wow, một cái là chưa được dỡ và một cái là đã được dỡ. Do đó tôi mới đổi tên cái DAP bây giờ là thành là từ cái tên cũ là giao tại nơi đến, tôi đổi nó thành là giao hàng chưa dỡ, để phân biệt với DPU là giao hàng đã dỡ. Thì cái nơi dỡ hàng đương nhiên nó là nơi đến rồi, đây là cái tên là giao tại nơi đến, DAP mà vẫn gọi là giao tại nơi đến, so với lại DPU là giao hàng đã dỡ thì nó không nổi bật lên được sự khác nhau. Và quay lại cái bảng này thì chúng thấy DPU chính là DAP cộng thêm với nghĩa vụ dỡ hàng của người bán. Nhưng mà DPU thì khác gì so với DAP quy tắc cũ trong 2010? Khác gì đây? DAT cũng là giao hàng đã dỡ nhưng mà nơi giao hàng chỉ là ở điểm tập kết, nó chỉ phù hợp là tại điểm tập kết. Còn DPU thì giao hàng đã dỡ và nơi giao hàng có thể là tại điểm tập kết hoặc là ngoài điểm tập kết đều được. Nó mở rộng hơn ra cho cả những trường hợp là giao tại cơ sở của người mua hay là bất cứ một nơi nào khác nó nằm ngoài điểm tập kết. Và nếu mà nhìn vào danh sách các quy tắc này chúng ta sẽ thấy đây, DAT nó được chuyển trong Incoterm 2010 nó xếp vào vị trí thứ 5 đứng đằng trước DAP, nhưng mà sang 2020 nó lại vượt lên cái DAP và nó đẩy DAP xuống vị trí thứ 5 và nó chiếm. Như vậy nếu DAT trước đây so với DAP thì nghĩa vụ của người bán thấp hơn, mặc dù là người bán dỡ hàng nhưng mà vẫn giao tại điểm tập kết, còn DAP có thể giao ngoài điểm tập kết. Nhưng mà bây giờ có DPU thì nó lại nghĩa vụ của người bán lại cao hơn so với DAP, bởi vì người bán vẫn có thể giao hàng ngoài điểm tập kết nhưng người bán lại có thêm nghĩa vụ dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải. Một sự thay đổi nữa đó là vận tải trong CPT và CIP. Trong Incoterm 2010 nó quy định ở hai quy tắc dùng trong đường biển. Người bán phải ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa bằng một con tàu thuộc loại thường sử dụng để chuyên chở hàng hóa mua bán. Tức con tàu đó nó phải phù hợp với hàng hóa. Hai quy tắc dùng trong mọi phương thức vận tải là CPT và CIP, nó chỉ nói là người bán phải ký hợp đồng vận tải theo cách thức thông thường, cách thức thường lệ. Nhưng đến Incoterm 2020 nó đã bổ sung thêm, ngoài cái việc là ký hợp đồng vận tải theo cách thức thường lệ thì nó còn bổ sung thêm là bằng cái loại phương tiện vận tải thường sử dụng để chuyên chở hàng hóa mua bán. Như vậy cái phần bổ sung thêm này nó cũng sẽ tương thích với lại hai quy tắc dùng trong đường biển. Em phải ký hợp đồng vận tải theo cách thức thường lệ, theo tập quán. Nhưng mà nó nhấn mạnh thêm là cái phương tiện vận tải đó cũng phải là loại phương tiện vận tải mà người ta thường sử dụng để chuyên chở cái hàng hóa được mua bán. Sự thay đổi về vận tải trong FCA và ba quy tắc nhóm D. Trong Incoterm 2010, FCA và ba quy tắc nhóm D nó mặc định là người chuyên chở là carrier, người vận chuyển hàng hóa sẽ là carrier, tức là sẽ là một bên thứ ba. Do đó nó quy định nghĩa vụ của người mua hoặc là người bán là phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa. Mà đến Incoterm 2020 thì nó cho phép người chuyên chở có thể là carrier mà cũng có thể là
buyer hoặc là seller. Từ trên trời không cần, không nhất thiết phải là bên thứ ba nữa. Bởi vì trong trường hợp người bán và người mua cũng có phương tiện vận tải để chuyên chở, thì việc gì anh ta phải thuê một cái người chuyên chở bên ngoài để vận chuyển hàng hóa. Họ có thể tự mình đứng ra chuyên chở hàng hóa của mình luôn. Đó, sử dụng cây nhà lá vườn, vừa dễ kiểm soát, vừa dễ quản lý mà lại vừa có thêm thu nhập. Vì vậy, trong Incoterms 2020, điều kiện về vận tải, quy định về vận tải thì nó quy định là hoặc là ký hợp đồng vận tải hoặc là thu xếp để vận chuyển hàng hóa. Như vậy nó sẽ rất thuận lợi cho những doanh nghiệp nào vừa làm thương mại và vừa làm dịch vụ vận tải. Bởi vì họ đã có sẵn phương tiện vận tải rồi, không cần thiết phải thuê những người carrier ở bên ngoài. Việc phân chia chi phí. Thông qua khảo sát thì Phòng Thương mại Quốc tế nhận thấy rằng có rất nhiều tranh chấp liên quan đến chi phí, đặc biệt là các chi phí ngay tại nơi giao hàng hoặc là xung quanh nơi giao hàng. Do đó trong Incoterms 2020, ở điều A9 và B9 nó đã tập hợp tất cả các chi phí mà người bán phải chịu hay là người mua phải chịu vào trong một điều. Và điều này nó sẽ làm rõ hơn về việc phân chia chi phí. Trong các điều khác nó đã cũng đã nói đến chi phí người bán chịu, người mua chịu, nhưng điều A9 và B9 này nó sẽ tổng hợp lại tất cả những chi phí mà người bán chịu và người mua chịu. Do đó điều A9 trong Incoterms 2020 nó sẽ dài hơn nhiều so với điều A6 và B6 trong Incoterms 2010. An ninh trong vận chuyển và thông quan. Kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì vấn đề an ninh đã được quan tâm một cách đặc biệt, và vấn đề kiểm tra an ninh đã được đưa vào Incoterms 2010. Nhưng mà ngay sau đó chúng ta thấy tình hình cái khủng bố rồi chiến tranh vẫn liên tục xảy ra. Ví dụ như là phiến quân Hồi giáo tự xưng ấy, IS, nó cũng liên tục gây ra những cái vụ khủng bố, và nó lại cần phải được siết chặt hơn nữa. Và nếu như không thực hiện cái việc kiểm tra an ninh này thì sẽ phát sinh ra nhiều chi phí và việc vận chuyển hàng hóa sẽ bị chậm trễ. Do đó Incoterms 2020 đã được làm rõ hơn trong cả điều A4 và A7. Nếu như Incoterms 2010 chỉ đề cập đến việc kiểm tra an ninh trong điều A2, tức là giấy phép, rồi kiểm tra an ninh và những thủ tục khác, thì Incoterms 2020, cái việc kiểm tra an ninh này, cái yêu cầu về an ninh này được đưa cả vào điều A7 là điều nói về thông quan xuất nhập khẩu, và đưa cả vào điều A4 là nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa. Như vậy trước đây Incoterms 2010 chỉ đề cập đến vấn đề an ninh trong thông quan thôi, thì bây giờ Incoterms 2010 đề cập đến cả yêu cầu an ninh trong vận chuyển hàng hóa, chứ không phải là chỉ ở trong thông quan. Đây chúng ta có thể so sánh, ví dụ quy tắc FOB trong 2010 nói về hợp đồng vận tải không thấy đề cập đến vấn đề an ninh, nhưng mà 2020 điều A4 nói về vận tải, nói đấy, người bán phải cung cấp cho người mua bất cứ thông tin nào mà người bán biết, kể cả những yêu cầu về an ninh liên quan đến việc vận chuyển để người mua cần đến khi thu xếp việc vận chuyển, được cả đây. Và điều trước đây Incoterms 2010 chỉ đề cập đến vấn đề là kiểm tra an ninh trong điều A2, thì bây giờ nó đưa cả vào cái điều A4 là nghĩa vụ vận tải. Phần thứ hai là vận dụng hiệu quả Incoterms thực trạng sử dụng tại Việt Nam, để có thể tóm tắt một số cái như này. Thực tế tại Việt Nam chúng ta nhìn thấy ngay, chúng ta không sử dụng cho hợp đồng nội địa. Incoterms nó được viết tắt từ cái chữ International Commercial Terms, và nó người ta hiểu là nó là các điều kiện thương mại quốc tế.
Và vì nó là các điều kiện thương mại quốc tế, nó có chữ international trong đó, nên người ta nghĩ là đây là những điều kiện thương mại quốc tế, do đó nó chỉ sử dụng cho các hợp đồng quốc tế thôi, hợp đồng nội địa không dùng được. Nhưng kể từ Incoterms 2010 và đến 2020, ngay trên trang bìa của nó đã có cái chữ này. Những quy tắc của phòng thương mại quốc tế cho việc sử dụng các điều kiện thương mại nội địa và quốc tế, nhấn mạnh sử dụng cho cả các hợp đồng thương mại nội địa, mà chúng ta chỉ sử dụng Incoterms cho các hợp đồng xuất nhập khẩu của chúng ta, chứ chúng ta không sử dụng cho các hợp đồng mua bán trong nước. Như vậy chúng ta đã lãng phí nó. Và hợp đồng nội địa chúng ta ký nhiều hay là hợp đồng xuất nhập khẩu ký nhiều? Ký nội địa ký nhiều chứ, xuất nhập khẩu thỉnh thoảng mới ký được một cái, đúng không? Mà mình không sử dụng nó tức là mình lãng phí. Chỉ cần đưa vào một quy tắc trong hợp đồng là chúng ta đã rút ngắn được cả chục trang giấy, và hơn nữa rút ngắn được thời gian giao dịch đàm phán. Rồi sau này nếu như có tranh chấp xảy ra thì mình cứ mở những cô thơm ra, nó giải thích như thế nào thì mình giải thích như thế, có phải tiết kiệm không? Ở trong rất nhiều buổi tập huấn thì khi đề cập đến vấn đề này thì nhiều anh chị chủ doanh nghiệp cũng nói là dạ thưa thầy, ngay từ ngày mai em dùng ngay, dùng cho hợp đồng nội địa ngay. Bởi vì có gì khó đâu, chỉ cần đưa nó vào trong hợp đồng là xong. Chúng ta đánh mất quyền vận tải và bảo hiểm. Các doanh nghiệp của chúng ta xuất thì FOB, nhập lại cứ thích nhập CIF. Và tôi có hỏi là, tôi cũng làm một khảo sát, các chị thường xuất theo điều kiện nào, nhập theo điều kiện nào? Họ nói xuất phốp, nhập ship. Tôi hỏi tại sao đấy? Nhiều người thấy tôi hỏi như thế, họ cũng tưởng tôi không biết gì. Họ bảo ơ thế ông không biết gì về phốp với ship à? Để tôi giải thích cho ông nhé. Chúng tôi xuất phốp ấy, tức là người mua họ sẽ thuê tàu và mua bảo hiểm. Còn chúng tôi nhập ship ấy, thì người bán họ lại thuê tàu và mua bảo hiểm cho chúng tôi. Như vậy chúng tôi xuất phốp và nhập ship để cho nó khỏe, chúng tôi khỏi phải thuê tàu, khỏi phải mua bảo hiểm. Rồi hóa ra là như thế. Thế tôi hỏi là khi các anh xuất phốp và nhập ship thì các anh có để ý xem là khách hàng của các anh họ xuất theo điều kiện gì và nhập theo điều kiện gì không? Nếu mình xuất phốp cho họ, tức là họ nhập theo điều kiện phốp với mình. Mình nhập ship từ họ, tức là họ lại xuất ship cho mình. Thế tại sao họ không làm giống như mình mà họ làm ngược lại? Khi đặt ra câu hỏi đó thì nhiều doanh nghiệp cũng bảo ở nhà có thế mà mình không để ý. Tôi bảo hay là mình khôn hơn họ? Mà không, họ cáo già hơn mình. Tôi hỏi hay là các anh mạnh hơn, các anh ép được họ? Mà không, họ ép mình chứ làm sao có chuyện mình ép họ. Thế chúng ta cứ có thói quen này là chúng ta nhường cái quyền vận tải và bảo hiểm cho khách hàng. Và tôi lại hỏi tiếp, các anh làm nghề gì? Làm nghề kinh doanh. Kinh doanh tiếng Anh là gì? Kinh doanh tiếng Anh là business. Như vậy anh là một nhà kinh doanh. Nhà kinh doanh tiếng Anh là gì? Nhiều người bảo businessman, bảo thế hóa ra phụ nữ không biết kinh doanh à? Tiếng Anh hiện đại, nhà kinh doanh gọi là business person, nam nữ gì cũng được hết. Và bản thân cái từ business nó xuất phát từ cái từ nào mà ra? Busy. Bản thân cái chữ kinh doanh ấy, business, nó chính là sự bận rộn. Anh là một nhà kinh doanh, anh muốn nhiều việc để làm hay là ít việc để làm? Anh muốn bận rộn hay là anh muốn nhàn rỗi? Và nếu như anh có quan điểm là tôi xuất phố của nhà ship cho nó khỏe, bởi vì tôi khỏi phải thuê tàu, khỏi phải mua bảo hiểm, thì khi đó người ta không còn gọi anh là business person nữa, mà sẽ gọi anh là gì? Laziness person. Anh là một người lười biếng chứ không phải là một người bận rộn nữa. Thì rõ ràng là chúng ta cứ giữ cái thói quen này là chúng ta đã mất quyền vận tải và bảo hiểm. Chúng ta không cải thiện được cán cân thương mại quốc tế của quốc gia. Mình xuất phốp, mình chỉ xuất được mỗi hàng hóa thôi chứ có xuất được dịch vụ vận tải và bảo hiểm đâu. Mình nhập ship thì mình lại phải bỏ ngoại tệ ra, nhập cả hàng hóa lẫn dịch vụ vận tải và bảo hiểm của nước ngoài. Thì có phải là tai hại không? Rồi chúng ta không phát triển được ngành vận tải và bảo hiểm ở trong nước. Và những ngành này nếu nó phát triển, nó sẽ lại hỗ trợ cho
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp thương mại phát triển. Chúng ta không tăng được khả năng cạnh tranh, cũng như là không có cơ hội để kinh doanh vận tải bảo hiểm, không chủ động trong việc giao nhận hàng, không lựa chọn được người vận tải bảo hiểm có uy tín và sẽ gặp rất khó khăn trong việc đòi bảo hiểm bồi thường. Bây giờ giả sử như các anh chị nhập FOB hoặc là CFA, các anh chị đến một công ty bảo hiểm ở Việt Nam, ví dụ Bảo Minh, Bảo Việt, các anh chị mua bảo hiểm, sau này hàng bị tổn thất, các anh chị đòi nó dễ hơn chứ. Còn chúng ta nhập ship CIF hoặc CIP thì người bán họ mua bảo hiểm ở nước ngoài. Tất nhiên là các anh chị cũng có thể thông qua đại lý của công ty bảo hiểm đó tại Việt Nam, nhưng mà nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngôn ngữ thì đã là khác rồi. Rồi thời gian, thông tin liên lạc, rồi đi lại, rồi có kiện tụng thì cũng phải đi ra nước ngoài để tranh cãi, để kiện tụng, rất phiền phức. Chúng ta lựa chọn các quy tắc không phù hợp. Nhiều doanh nghiệp chỉ sử dụng 2 hoặc là 3 quy tắc. Xuất phốp, nhập ship, xong hết. Thế thì người ta đẻ ra những quy tắc đó khác nữa để làm gì? Chả lẽ nó thừa. Không bao giờ sử dụng các quy tắc khác. Khi lựa chọn phải cân nhắc đến những yếu tố bên ngoài và những yếu tố bên trong để cho phù hợp. Ví dụ, có những quốc gia người ta đưa ra những quy định về thuê mua bảo hiểm, về thuê phương tiện vận tải, quy định về tuổi tàu, quy định về kiện và cờ tàu. Về phương thức vận tải thì rõ ràng kể từ Incoterms 2010 nó đã phân chia các quy tắc theo phương thức vận tải bằng cách là nhóm 1 là những quy tắc dành cho mọi phương thức vận tải, và nhóm 2 dành cho vận tải đường biển hay đường thủy nội địa. Họ cố tình phân chia như thế để giúp cho những người sử dụng có thể lựa chọn quy tắc phù hợp với phương thức vận tải. Trong khi đó, chúng ta xuất hàng bằng máy bay, chúng ta vẫn xuất FOB Tân Sơn Nhất. Hàng container chúng ta vẫn dùng FOB không phù hợp. Thì trong Incoterms kể từ 2010, người ta đã đưa ra các hướng dẫn này. Trước đây thì cũng đã có hướng dẫn mà chưa cụ thể, mà kể từ 2010 và cho đến 2020, hướng dẫn là khi phương thức vận tải không còn là đường biển nữa thì FAS và FOB cần phải được chuyển thành FCA, CFA được chuyển thành CPT và CIF được chuyển thành CIP. Và đối với hàng bằng container, mặc dù container đó cũng được vận chuyển bằng đường biển, nhưng mà chúng ta thấy mặc dù container này cũng được vận chuyển bằng đường biển đấy, mà chúng ta thấy là container này nó được vận chuyển từ CY hoặc CFS ra đến cảng thì nó được vận chuyển bằng đường bộ, sau đó nó mới được vận chuyển bằng đường biển đến cảng đến, rồi từ cảng đến nó lại được vận chuyển tới CY hoặc CFS bằng đường bộ tiếp. Như vậy nó đâu còn là vận tải biển đơn thuần nữa, mà nó là vận tải gì rồi? Đa phương thức rồi, đã kết hợp cả đường bộ và đường biển đi nào. Và như vậy chúng thấy là kể cả container đó được vận chuyển bằng đường biển thì cũng không thể dùng bốn quy tắc dùng trong đường biển này được nữa, bởi vì khi hàng được vận chuyển bằng container thì phương thức vận tải không còn là đường biển đơn thuần nữa, mà là vận tải đa phương thức, và đã là đa phương thức thì phải chuyển sang các quy tắc này. Không xem xét đến tình hình thị trường hàng hóa, thị trường vận tải và thị trường bảo hiểm. Khi mình xuất khẩu hàng, mình phải tìm hiểu xem là trên thị trường đó có nhiều người cạnh tranh với mình không. Khi mình mua hàng từ một thị trường, mình cũng tìm hiểu xem là có nhiều người mua hàng trên thị trường đó cạnh tranh với mình hay không. Và đối với Incoterms, người ta còn nói rằng Incoterms không chỉ là các quy tắc để giải thích các điều kiện thương mại, mà nếu biết sử dụng nó còn là một chiến lược phục vụ khách hàng và còn là một công cụ để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Bây giờ
anh chị bán hàng mà các anh chị chào bán là ai có mua hàng ấy thì cứ đến cơ sở của tôi giao Xwork. Trong khi đối thủ cạnh tranh của chúng ta họ có thể giao DDP, giao đến tận cơ sở của người mua. Mình chỉ có giao Xwork thôi, mình không cung cấp thêm được dịch vụ vận tải hay bảo hiểm gì cả. Làm sao mình cạnh tranh được với đối thủ cạnh tranh? Với tình hình thị trường vận tải và bảo hiểm thì giá cước vận tải liệu có tăng hay giảm trong thời gian tới? Phí bảo hiểm sẽ giảm hay tăng trong thời gian tới thì cần phải dự đoán được tình hình. Và cần cân nhắc đến những rủi ro trong hành trình. Rủi ro về thủ tục thông quan, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Rủi ro về chiến tranh, về bạo động chính trị, vân vân. Những rủi ro đó chúng ta nếu thấy nó rất cao, có nguy cơ rất cao thì hoặc là mình chấp nhận rủi ro đó nhưng mình phải mua bảo hiểm, hoặc là không thì mình phải chuyển sang những quy tắc để mình tránh không phải chịu những rủi ro này. Rồi năng lực của doanh nghiệp có năng lực về thông quan, về vận tải, về bốc dỡ hàng, về bảo hiểm hay không? Một câu đố vui để đuổi hình bắt chữ, các anh chị đoán xem là nó chữ gì. Đuổi hình bắt chữ. À, in cô thơm. Đúng nhưng mà chưa đủ. Máy in, cô giáo, trái thơm. Nhưng mà còn thêm cái mũi tên nó chỉ vào hợp đồng nữa. Thì nó đúng là in cô thơm. Nhưng chữ mà bắt đầy đủ ở đây phải là dẫn chiếu Incoterms vào hợp đồng. Cần phải dẫn chiếu Incoterms vào hợp đồng. Muốn cho Incoterms có giá trị để giải thích các điều kiện thương mại trong hợp đồng, chúng ta phải dẫn chiếu đến Incoterms vào trong hợp đồng. Thì một thực trạng khi sử dụng đó là chúng ta thiếu dẫn chiếu đến Incoterms vào trong hợp đồng. Trong hợp đồng ghi FOB, CFA nhưng mà không dẫn chiếu là theo cách giải thích của Incoterms nào. Cần phải quy định cụ thể điểm gửi hàng, điểm giao hàng và hàng đến. Ví dụ nếu ghi FOB Đà Nẵng thì nó Đà Nẵng rất chung chung và Đà Nẵng có tới 3 cảng. Thì không biết là FOB cảng nào ở Đà Nẵng. Ở Hải Phòng có tới 17 cảng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ biết có bao nhiêu cảng. Nếu ghi FOB cảng thành phố Hồ Chí Minh thì không biết là người mua sẽ chỉ định con tàu đến cảng nào trong số những cảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có 42 cảng. Và cảng này với cảng kia thì nó cách nhau cả chục cây số. Thì không biết là cái địa điểm, cái cảng cụ thể mà người bán sẽ phải giao hàng là cảng nào. Thiếu những nghĩa vụ mà Incoterms không đề cập và thiếu những quy định để ràng buộc nghĩa vụ. Trong một số hợp đồng ở điều khoản cuối cùng tôi thấy họ quy định là những vấn đề không được quy định trong hợp đồng này sẽ được giải thích theo Incoterms của Phòng Thương mại Quốc tế. Nhưng mà cái người soạn thảo ra hợp đồng họ suy nghĩ là cái gì mà hợp đồng không nói đến thì cứ mở Incoterms ra là có hết. Không phải. Incoterms không đề cập đến mọi nghĩa vụ của người bán và người mua mà chỉ đề cập đến một số nghĩa vụ của người bán và người mua liên quan đến việc giao và nhận hàng. Ví dụ chất lượng hàng nó có quy định không? Không. Địa điểm giao hàng có không? Có. Di chuyển rủi ro có không? Có. Nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải? Có. Những trường hợp miễn trách khi giao hàng chậm hoặc là không giao hàng, mặc dù nó đề cập đến một số nghĩa vụ liên quan đến việc giao và nhận hàng, nhưng những trường hợp miễn trách nó không đề cập. Nghĩa vụ thanh toán tiền hàng không, nghĩa vụ mua bảo hiểm có, đặc biệt là nghĩa vụ, đặc biệt là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hóa từ người bán sang người mua có không. Rất nhiều người nói là có. Thậm chí tôi đã từng chấm cái đề thi tốt nghiệp cho một trường đại học và người ra đề thi cũng là tầm cỡ phó giáo sư tiến sĩ,
hỏi một câu nữa. Theo điều kiện CIF trong Incoterms 2000 thì quyền sở hữu về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua tại thời điểm nào? Tôi mới báo cáo với này hội đồng chấm thi là câu này tôi không biết chấm thế nào cả. Bởi vì Incoterms không đề cập đến việc di chuyển quyền sở hữu. Vì như là sinh viên có làm câu này hay là không làm câu này thì thôi cũng cho họ đi. Phạt giao hàng chậm cũng không đề cập đến trường hợp hậu quả của việc vi phạm hợp đồng, phương thức vận chuyển có. Nói tóm lại, Incoterms không tạo thành một hợp đồng hoàn chỉnh mà bản thân những người sử dụng phải có quy định vào trong hợp đồng những nghĩa vụ mà Incoterms không đề cập. Bên cạnh đó, trong hợp đồng còn cần phải có những quy định để ràng buộc nghĩa vụ của phía bên kia. Ví dụ người mua muốn ràng buộc nghĩa vụ đóng gói bao bì của người bán thì người mua phải quy định trong hợp đồng. Một bên thuê phương tiện vận tải thì bên không thuê phương tiện vận tải phải có những quy định trong hợp đồng để ràng buộc cái nghĩa vụ của bên thuê phương tiện vận tải. Vân vân. Bên cạnh đó lại có những quy định pháp luật thời hạn giao hàng phụ thuộc. Đó chính là giảm người bán mà hợp đồng quy định hợp đồng xuất khẩu cao quy định cái đó chụp hình thấy đó một tháng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở LC, nhưng mà hợp đồng này không quy định thời hạn mở LC khi nào, và cuối cùng người mua họ mở LC vào cái lúc mà thời vụ thu hoạch cam đã hết, lúc đó thì người bán không biết mua cam ở đâu để giao, quy định bất lợi. Rồi thời gian bốc dỡ được tính khi mà trao thông đạt sẵn sàng, trong khi là con tàu nó trao cái thông báo sẵn sàng này nhưng mà nó chưa bốc dỡ được, bởi vì nó chưa cập cầu, nó chưa vào vùng thương mại của cảng, rồi nó chưa hoàn thành thủ tục kiểm dịch, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, làm sao có thể bốc dỡ được cảng. Và nhưng mà thời gian bốc dỡ đã được tính thì cuối cùng là một bên không thuê phương tiện vận tải phải chịu cái tiền phạt lưu tàu. Được yêu cầu về kiểm tra hàng hóa, có khi yêu cầu kiểm tra bởi một cái tổ chức giám định mà tổ chức đó lại không có đại lý tại cái địa điểm kiểm tra, nhưng lại mời ông bay từ nước khác ông sang để kiểm tra. Hoặc là phương pháp kiểm tra, đôi khi số lượng hàng hóa quá lớn mà lại đưa ra cái phương pháp kiểm tra là phải kiểm tra toàn bộ chứ không được kiểm tra lấy mẫu làm đại diện, thì như vậy là chi phí và thời gian kiểm tra cũng rất tốn kém. Và một số quy định dễ gây tranh chấp, ví dụ sử dụng sai ký hiệu viết tắt. Nhiều người sử dụng những ký hiệu này cho điều kiện cost and freight, tiền hàng và cước phí. Thì các anh chị lưu ý là chỉ có CNF này là được sử dụng trong Incoterms từ 1980 trở về trước cho điều kiện tiền hàng và cước phí. Nhưng mà kể từ Incoterms 1990 cho đến nay thì nó được ký hiệu là gì? CFR. Như vậy nếu dùng ký hiệu này mà dẫn chiếu đến Incoterms 2020 thì mở ra chả thấy cái quy tắc nào được ký hiệu như thế cả. Và những ký hiệu này thì không được giải thích trong phiên bản nào hết. Và sai ký hiệu nguyên tắc như vậy rất dễ gây tranh chấp. Sử dụng biến thể. Nhiều người nghĩ rằng Incoterms cũng giải thích các điều kiện như là FOB xếp hàng hay là export đã bốc hàng. Việc đưa những biến thể này vào lại càng dễ gây tranh chấp. Bởi vì người bán hiểu, ví dụ FOB xếp hàng, người bán hiểu à, như vậy mình sẽ chịu thêm phí xếp hàng trong hầm tàu. Nhưng người mua bảo không, ông vừa phải chịu phí xếp hàng trong hầm tàu và vừa phải chịu rủi ro trong quá trình xếp hàng nữa. Nhưng mà mở Incoterms ra thì Incoterms không giải thích về những cái biến thể này. Những quy định mập mờ. Hợp đồng ghi CIF Hamburg không chậm quá ngày nào, thì cái ngày đó là ngày hàng phải đến Hamburg hay là ngày người bán phải giao hàng trên tàu tại cảng bốc hàng. Thì ta hiểu theo cách này cũng được và hiểu theo cách kia cũng được. Quy định mập mờ.
Đây có một website của một công ty giải thích CFA bằng cost and freight bằng tiền hàng và cước phí, tức là CNF, CNFC và FCF. Và với những cách giải thích này thì người sử dụng người ta bảo ồ thế thì mình muốn ký hiệu là CFA cũng được, hoặc muốn ký hiệu theo những cái kiểu này cũng được. Nhưng mà những ký hiệu này là những ký hiệu dễ gây tranh chấp, bởi vì nó không được giải thích trong các phiên bản Incoterms hiện nay. Không tìm hiểu tập quán tại các khu vực có liên quan. Ví dụ phí làm hàng đã được tính trong cước phí hay chưa? Phí làm hàng người bán hay người mua chịu theo tập quán tại cái cảng đó. Tốc độ bốc dỡ thông thường là bao nhiêu? Việc phân chia chi phí bốc dỡ giữa người bán và người mua như thế nào? Và năng lực bốc dỡ tại cảng đó đạt đến mức độ nào? Chúng ta cần phải tìm hiểu. Bởi vì các anh chị biết là Incoterms nó rất hay sử dụng, hay dẫn chiếu đến là những từ như là theo tập quán tại cảng, theo cách thức thông thường, theo những điều kiện thông thường, theo tuyến đường thường lệ vân vân, hay dẫn chiếu đến tập quán. Và nếu như có tập quán tại các khu vực có liên quan đó thì nó sẽ có giá trị cao hơn là quy định trong Incoterms, mà chúng ta không tìm hiểu tập quán đó và chúng ta nghĩ là Incoterms nó quy định như thế, nên là chúng ta sẽ gây ra tranh chấp. Bên này hiểu, ví dụ người bán FOB hiểu là người bán, người mua FOB hiểu là người bán phải chịu phí bốc hàng, nhưng mà thực ra tập quán tại cảng đó lại là người mua phải chịu phí bốc hàng, và các bên không hiểu thống nhất với nhau thì chắc chắn sẽ tranh chấp sẽ xảy ra. Một số bài học kinh nghiệm thực tiễn để chúng ta rút ra. Trong các điều A1 và B1, A1 nó quy định người bán có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa, hóa đơn thương mại và các bằng chứng mà hợp đồng đòi hỏi. Còn tương ứng với nghĩa vụ trong điều A1 của người bán là B1, người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng. Vậy việc thanh toán tiền hàng của người mua nó sẽ đối ứng với nghĩa vụ cung cấp hàng hóa của người bán. Và trong những trường hợp người mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của mình thì người bán hoàn toàn có quyền từ chối giao hàng. Theo một trường hợp người mua chậm mở LC thì đại sứ thời gian giao hàng quy định trong tháng 8 và hợp đồng không quy định thời hạn mở LC là khi nào. Nhưng mà đến xử đến ngày mùng 10 tháng 8 LC mới được mở. Và người bán lấy lý do là người mua đã chậm mở LC để từ chối giao hàng. Vì người bán từ chối đúng hay sai? Đúng hay sai? À, sai. Hầu hết mọi người chúng ta đều hiểu là sai. Và có những khóa tập huấn mà có những giảng viên là tiến sĩ dạy về thanh toán quốc tế cũng nói là thấy nó sao sao, hợp đồng không quy định thời hạn mở LC mà chỉ quy định là thời hạn gửi hàng trong tháng 8. Đến ngày 10 tháng 8 người mua có mở LC thì người bán vẫn có thể gửi hàng trong tháng 8 được cơ mà. Làm sao mà có quyền quy kết là người mua đã chậm mở LC? Thì tôi đưa ra đáp án là người bán từ chối là đúng. Người mua phải mở LC trước ngày giao hàng đầu tiên là ngày 1 tháng 8. Thì nhiều người tranh luận tích cực lắm. Nhưng sau tôi thấy tranh luận mãi tôi cũng bảo thôi, tôi giải thích mãi mà cũng không thuyết phục được anh chị thì tôi chỉ nói là gì? Đây là một vụ tranh chấp có thật tại tòa án của anh. Và tôi lấy cái bản án này ra để làm ví dụ. Còn nếu các anh chị không tin thì các anh chị cứ tra tên của bên nguyên và bên bị trong vụ tranh chấp này trên mạng cũng có. Và trong cuốn sách tôi biết cũng đưa ra trường hợp này. Bởi vì tòa giải thích là LC không chỉ là một phương tiện để thanh toán tiền hàng, LC còn là một cái biện pháp để đảm bảo việc thanh toán tiền hàng cho người bán.
Và biện pháp này phải được thực hiện trước khi người bán giao hàng. Như vậy, nếu thời hạn giao hàng quy định trong tháng 8 thì người mua phải mở LC chậm nhất là trước ngày 1 tháng 8, tức là trước ngày giao hàng đầu tiên trong cái thời hạn giao hàng. Còn đến ngày 10 tháng 8 anh mới mở LC, tức là anh đã chậm mở LC. Còn một trường hợp khác, hợp đồng FOB, người mua có mở LC nhưng mà trong LC yêu cầu người bán xuất trình vận đơn có ghi cước phí đã trả. Và người bán viện lý do này là LC này không phù hợp với nội dung của hợp đồng FOB. Bởi vì FOB là người mua là người phải trả cước phí. Và vận đơn phù hợp phải là vận đơn có ghi a freight to collect, cước phí thu sau. Và từ chối. Rồi nếu người mua có nghĩa vụ chỉ định tàu và người mua không chỉ định tàu thì người bán cũng có quyền bắt người mua phải gánh chịu những rủi ro và những thiệt hại xảy ra. Nhưng lưu ý rằng chỉ với điều kiện hàng đã được phân biệt một cách rõ ràng đó là hàng của hợp đồng, tức là hàng phải được tách rời ra khỏi những cái hàng cùng loại khác để cho thấy là đó là hàng của hợp đồng. Ở một trường hợp người bán gạo theo điều kiện FOB cảng Quy Nhơn, trước ngày giao hàng 3 ngày thì người mua thông báo là tàu 3 ngày nữa sẽ tới. Nhưng mà trên đường nó tới thì nó bị hỏng, phải đưa vào đà để sửa chữa. Trong khi đó người bán đã đưa hàng ra cảng rồi, người bán lưu hàng vào kho. Rồi sau đó người mua cũng không tìm được tàu để thay thế, thì người bán mới kiện người mua là anh đã không chỉ định tàu, và hàng của chúng tôi đã được đưa vào kho, và hàng được lưu tại kho này chính là hàng của hợp đồng mà tôi dự tính giao cho anh. Tức hàng đã được phân biệt một cách rõ ràng, được tách riêng, được phân biệt một cách rõ ràng đó là hàng của hợp đồng. Cuối cùng tòa án cũng xử là người bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và người mua phải thanh toán tiền hàng cũng như là phải chịu chi phí lưu kho, rủi ro trong thời gian lưu kho. Rồi phương pháp kiểm tra trọng lượng, nhiều người không chú ý. Đối với hàng có độ ẩm, hàng giao vào mùa mưa cao và giao vào mùa khô thì độ ẩm nó thấp. Hàng giao mưa quy định là phương pháp tính độ ẩm theo trọng lượng thương mại, thì độ ẩm thực tế nó cao và tính theo độ ẩm được quy định trong hợp đồng, nó rút số lượng xuống. Và đến mùa khô thì độ ẩm thấp thì lại quy định là phương pháp kiểm tra trọng lượng theo mớ nước của tàu, thì đo mớ nước của tàu tức là trọng lượng thực tế cho người bán lại bị thiệt hại. Rồi chi phí vận chuyển bảo hiểm tăng. Đây là một cái trường hợp rất điển hình. Một người bán ở Sudan bán cho một người mua ở Đức đậu phộng theo điều kiện CIF cảng Hamburg. Vào lúc ký hợp đồng thì người bán ở Sudan không chú ý đến mối quan hệ căng thẳng giữa Ai Cập và Israel. Và ngay trước khi giao hàng, trước thời hạn giao hàng thì đã xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Ai Cập và Israel khiến cho kênh đào Suez bị đóng. Và với kênh đào Suez bị đóng ấy, nó làm cho cái chi phí vận tải và bảo hiểm tăng. Đây chúng ta hình dung nhìn đây. Sudan đây. Nếu mà vận chuyển đến Hamburg ở châu Âu ở Đức thì nó đi qua kênh đào Suez, đường nó rất gần. Đó. Nhưng mà do chiến tranh giữa Ai Cập và Israel nên kênh đào Suez bị đóng. Và nếu người bán CIF cảng Hamburg, người bán phải thuê tàu để chi chở hàng hóa từ cảng Sudan ngược về cảng Mumbai của Ấn Độ. Rồi sau đó nó bọc một vòng bọc qua mũi hảo vọng của Nam Phi, bọc nguyên cả cái châu Phi này, nó mới đến được châu Âu. Chi phí vận chuyển tăng vì quãng đường dài hơn rất nhiều. Điều gì khiến cho chi phí vận chuyển cũng tăng nữa? Chiến tranh thì làm cho giá gì tăng? Giá dầu tăng. Giá dầu tăng thì cước phí cũng tăng. Phí bảo hiểm cũng tăng bởi vì quãng đường dài hơn và lại có chiến tranh. Và nếu người bán thực hiện hợp đồng này thì người bán sẽ bị thua lỗ nặng. Và người bán không thực hiện hợp đồng. Người bán có thể lấy lý do là chiến tranh là sự kiện bất khả kháng để được miễn trách không thực hiện hợp đồng hay không? Được không? Trường hợp này không. Lý do vì hợp đồng không quy định cái tuyến đường vận chuyển hàng hóa là phải qua kênh đào Suez. Nếu hợp đồng có quy định
cái tuyến đường vận chuyển hàng hóa là qua kênh đào Suez thì trường hợp này người bán được được miễn trách. Lý do là kênh đào Suez bị đóng nên là không thể vận chuyển hàng qua tuyến đường này được. Như hợp đồng không quy định cái tuyến đường này, cho nên khi tuyến đường thường lệ bị cản trở thì bên ký hợp đồng vận chuyển không được giải thoát trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển của mình, mà vẫn phải ký hợp đồng vận chuyển theo một tuyến đường hợp lý nhất trong số các tuyến đường còn lại. Tuyến đường này bị chặn thì anh vẫn còn đường khác đúng không? Rồi đường khác thì chi phí nó tăng lên, anh phải gánh chịu. Rồi nghĩa vụ mua bảo hiểm, cái này cũng quan trọng. Có một hội thảo về xuất nhập khẩu thì tôi có chia sẻ với các doanh nghiệp là chúng ta chỉ xuất FOB là nhiều, trong khi nếu như chúng ta mà chuyển sang xuất CIF ấy, thì chúng ta sẽ chủ động mua bảo hiểm cho hàng hóa. Còn chúng ta xuất FOB hoặc là kể cả xuất CFA thì rất có thể là người mua họ sẽ không mua bảo hiểm cho hàng hóa của họ. Và việc người mua không mua bảo hiểm thì sau này hàng bị tổn thất, người mua sẽ không được công ty bảo hiểm bồi thường. Và người mua không được công ty bảo hiểm bồi thường thì người mua sẽ mất khả năng thanh toán, có thể mất khả năng thanh toán. Và người mua mất khả năng thanh toán thì người bán không đòi được tiền. Thế đến giờ giải lao thì có một anh này là chủ tịch của tổng công ty thương mại Hà Nội, Apro. Anh bảo mấy ông làm thầy giáo mà các ông cũng hiểu thực tế đấy nhỉ. Và anh ta nói là ông nói đúng không ạ? Chúng tôi đã từng xuất FOB cho một khách hàng thường xuyên, toàn xuất FOB đấy. Mỗi một chuyến hàng trị giá cứ trên triệu đô. Nhưng mà ông ạ, sau này tôi mới phát hiện ra là cái ông người mua này cũng chẳng bao giờ ông mua bảo hiểm cả. Tôi mới hú hồn. Đây nha, tôi mới đề nghị sau những chuyến sau là tôi phải đòi là tôi xuất CIF. Tôi bảo anh xuất CIF thì anh chủ động anh mua bảo hiểm cho hàng hóa của anh thì tốt. Nhưng mà nếu họ không chịu thì anh vẫn có thể tiếp tục anh xuất FOB, nhưng anh quy định người mua phải mua bảo hiểm cho hàng hóa thì anh mới giao hàng. Còn nếu người mua không mua bảo hiểm cho hàng hóa, người bán có quyền từ chối giao hàng, bởi vì người mua chưa thực hiện cái nghĩa vụ mà hợp đồng quy định. Cái nghĩa vụ xuất khẩu hầu hết là các quy tắc người bán đều có nghĩa vụ xuất khẩu, chỉ duy nhất có một quy tắc nào là người bán không có nghĩa vụ xuất khẩu export, đúng không? Thì chúng ta cũng cần thận trọng. Đã xảy ra một cái trường hợp người bán nhận được một đơn đặt hàng từ một người mua nước ngoài mua hàng theo điều kiện export với số lượng rất lớn, và do họ đặt mua với số lượng rất lớn cho nên họ đòi giảm giá cũng rất cao. Thì người bán thấy à, với số lượng lớn thì giảm giá cao mà mình vẫn có lời thì thôi bán đi cho nó gọn, chứ hàng để trong kho lại tốn kém chi phí lưu kho thì bán luôn. Thì người bán không có nghĩa vụ xuất khẩu, và việc hàng có được xuất khẩu hay không cũng tùy thuộc vào người mua. Không ngờ người mua sau khi mua hàng của người bán họ lại không xuất khẩu hàng, mà họ lại mang cái hàng đó họ ký gửi để bán ngay tại nước của người bán, và bán với giá thấp hơn mà người bán đang bán trên thị trường. Thì tự nhiên người bán hàng cho một ông người mua, rồi ông lại trở thành cái đối thủ cạnh tranh của mình và bán với giá thấp hơn. Thì hậu quả người bán bây giờ phải làm gì? Ông phải ông thu mua lại hết những cái hàng đó để ông đi giữ giá bán của mình ở thị trường trong nước. Như vậy cái nghĩa vụ xuất khẩu ở đây, trong những trường hợp này người bán phải ràng buộc người mua là phải xuất. Tôi bán cho anh export nhưng anh phải xuất khẩu hàng ra khỏi nước của tôi. Chứ còn nếu không, anh không xuất khẩu hàng mà anh lại đưa gửi hàng tại thị trường trong nước của tôi để anh bán cạnh tranh với tôi thì làm sao tôi bán ở thị trường trong nước. Okay. Một số cái bài học kinh nghiệm như vậy. Thời gian thì cũng hết, thì rất mong là các anh chị trong tài liệu tôi có địa chỉ email rồi. Thế là rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến để chúng ta chia sẻ buổi ngày hôm nay, và cũng rất mong là nếu có vấn đề gì các anh chị chưa rõ thì các anh chị có thể chia sẻ với tôi qua email, và nếu mà tôi có chậm trễ trả lời thì các anh chị cũng thông cảm, bởi vì cũng có rất là nhiều việc.
Và tôi cũng chỉ trả lời trong cái khả năng của tôi thôi, còn nếu mà vượt quá khả năng của tôi thì tôi lại phải cần có thời gian để tôi liên hệ với các cộng sự của tôi ở Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng như là các giảng viên ở các trường đại học khác. Cũng rất mong các chị thông cảm. Và cuối cùng thì xin cảm ơn các chị, chúc chúng ta bình an qua đợt dịch này và chúc chúng ta thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin cảm ơn các chị. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Tô Đình Linh, giám đốc trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản đã dành thời gian đến báo cáo chuyên đề trong buổi tập huấn ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin rất là trân trọng cảm ơn các anh chị học viên đã dành thời gian đến tham dự khóa tập huấn. Và trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ có nhiều sự kiện và hoạt động do trung tâm hỗ trợ nhập quốc tế.